Vâng, tin hiền chào bác nhá, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nhá. Tiếp tục với chương trình video thì lại lên nhanh bác một số các mặt hàng mà em đang phân phối nhá, quay trực tiếp và báo giá bác luôn. Đấy, thì các bác nào có nhu cầu về hàng hóa bên em thì cứ vui lòng gọi điện trực tiếp với em theo hai cái số điện thoại nhá đang thấy trực tiếp ở trên màn hình. Các bác mua hàng thì cứ hóa đơn từ 200 trở lên miễn phí ship cho bác luôn, giao hàng toàn quốc, nhận hàng, kiểm tra và thanh toán nhá. Đấy, em sẽ đi vào những cái mặt hàng đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Xem video thì đừng quên ủng hộ em xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh đó, xem sản phẩm và video mới nhất của em. Sản phẩm đầu tiên thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bàn là hơi nước của Socani này. Đấy, tiếp tục hàng về nhá. Đấy, sản phẩm này thì em báo giá luôn. Giá hiện tại thì bữa trước đang bán như là 350.000, hôm nay em về cho bác mức giá dễ mua luôn. Giá đang giảm chỉ còn có là đi 310.000. Và trong video hôm nay thì bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Bàn là hơi nước thế hệ mới của Socani nhá, của Socani, hàng rất xịn sò ngon lành nha. Đấy, thương hiệu Socani này. Công suất sẽ là 1.500W nhá. Đấy, và sử dụng giúp em là điện 220. Cái dòng bàn là đời mới này của nó thì các bác không cần phải, bình thường ấy, là những cái bàn là đời cũ là các bác cứ phải sắp ra bàn này các thứ này, tìm những chỗ mặt phẳng để các bác là. Đấy, nhưng con này là rất là tiện, là nó dùng cái chế độ hơi nước, là các bác chỉ việc là treo quần áo lên và các bác vẫn có thể là được nhá. Đấy, nó rất là rất là nhanh. Đấy, và nó rất là nhỏ gọn tiện lợi, các bác cũng có thể là mang đi chơi, mang đi du lịch được luôn đây này. Đấy, khi mà gấp gọn mà nó rất là gọn luôn. Đấy, mang đi chơi, mang đi du lịch cũng rất là tiện dụng nhá. Thì hướng dẫn các bác cách xài luôn này. Thì về các bác lấy ra, sau đó các bác mở nó lên này. Đấy, còn các bác muốn gấp gọn mà các bác kéo ra cái khóa này, là các bác gấp gọn vào. Đấy, và các bác mở lên kéo tạch cái là xong. Và các bác rút cho em này ra. Đấy, rút cái hộp này ra. Cái hộp này nó sẽ chứa nước nhá. Mở cho em cái van này ra, cái nắp này ra này, cho nước đầy vào đây. Và các bác lại đậy kín cho em cái nắp này vào. Đấy, đậy kín cái nắp này vào và các bác lắp nó vào. Đấy, lắp nó khớp vào. Và bắt đầu là các bác cấp nguồn cho nó nhá. Và khi mà cấp nguồn nó báo đèn đỏ ở đây. Và các bác chỉ việc bấm ở đây thôi. Đấy, ở đây nó có nút bấm này. Đấy, bấm kêu lên tạch 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 này, tạch này. Đấy, là cứ thế là hơi nước nó sẽ phun ra và nó, các bác cứ thế này các bác dí. Đấy, cứ quần áo các bác treo phẳng này, các bác dí trực tiếp quần áo các bác vuốt xem, vuốt xem. Đấy, con này thì riêng con này thì nếu mà các bác về mà là không phẳng thì bên em cho bác giả lại luôn. Đấy, hàng này bên em bán cực kỳ nhiều và các bác rất là khen, mà nó dùng rất là tiện. Bình thường là những cái bàn là đời cũ là các bác cứ phải giải ra rồi là sắp bàn sắp xếp các thứ, những cái mặt phẳng ra để các bác làm, nó rất là bất tiện mất công. Nhưng con này các bác chỉ việc treo lên, sau đó các bác cầm các bác vuốt xem thôi, rất tiện dụng mà ngon lành nhá. Đấy, nó là dòng bàn là thế hệ mới. Bây giờ giá thì bình dân thôi, 310.000 một chiếc bàn là hơi nước của Socani nha. Công suất 1.500W và sử dụng giúp em là điện 220V. Đấy, 310k một chiếc bao ship luôn. Hàng mới keng nguyên hộp, hàng hãng đàng hoàng nhá. Rất chất lượng ngon lành. Đây em sẽ cho bác xem thực tế video về sản phẩm này. Con này em bán rất là hay. Một chiếc bàn là hơi nước cầm tay rất hot một năm về trước. Vậy thì không biết sau một năm sử dụng ấy nó còn tốt không nhỉ? Cùng xem nhá. Về ngoại hình nó sở hữu một màu hồng nam tính bóng bẩy kèm một chút chảy xước theo thời gian. Chất liệu như ABS khá là bền. Nó có một nút bật duy nhất kèm một nút khóa nếu bạn dùng lâu đỡ bị mỏi tay. Một khớp giúp bạn gấp gọn sản phẩm. Công suất máy 1.300W làm nóng gần như ngay lập tức. Cùng test hiệu quả nhá. Áo sơ mi. Đấy, có thấy không? Đi hai đường cái phẳng lì luôn này, có thấy không? Quần kaki, áo khoác, tất cả đều dùng ngon. Đấy, nó dùng cho tất cả các loại vải luôn, là nhanh lắm mà dễ là cực kỳ ngon luôn. Trừ nhẹ là cái bình nước này chỉ 130ml thôi thì nó chỉ dùng được cho hai cái áo sơ mi, hai cái quần hoặc là một cái áo khoác to. Mẹo nhỏ khi đổ nước các bạn xịt thêm một shot nước hoa vào sẽ khiến quần áo bạn thơm hơn rất nhiều đấy. Sau một năm sử dụng ấy thì mình thấy nó rất là đáng tiền, xứng đáng là ngon, bổ, rẻ. Đấy, có thấy không? Sau một năm sử dụng là các bác thấy người ta review nhá, xứng đáng ba chữ là ngon, bổ, rẻ nhá. Đấy, và em thêm cho bác nữa là một cái từ nữa là chất lượng. Đấy, ngon, bổ, rẻ, chất lượng, nói chung là rất ok luôn. Đấy, dùng cái con bàn là hơi nước đời mới này dùng thích lắm. 310k nhá, 310.000 một chiếc này bao ship. Con này là cái đợt đầu tiên mà nó mới ra này như hơn 500 ấy, nhà em mua cách đây khoảng tầm hơn 2 năm rồi, nhà em xài con này dùng nghiện luôn, dùng thích cực kỳ. Đấy, 310k bàn là hơi nước của Socani các nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái con tăng đơ rồng vàng này. Lên bác em sẽ cái cây tăng đơ rồng vàng nhé, em báo giá bác luôn. Giá thì cũng rất hạt rẻ bình dân thôi. Đấy, về các bác mùa hè này, các bác cắt tóc này cho trẻ em, người lớn, người già, các thứ, là tất cả mọi người cắt ok luôn nhá. Báo giá bác luôn, lên mã cho em sẽ là tăng đơ rồng vàng. Giá của nó em báo luôn 100.000 một chiếc tăng đơ này. Đấy, 100.000 là đầy đủ phụ kiện cho các bác luôn. Đấy, sẽ gồm có cho bác là một thân tăng đơ này. Đấy, có hình rồng vàng rất đẹp này. Đấy, mạ đồng màu vàng rất ok. Đấy, hàng mới nguyên hộp luôn nhá, rất đầy đủ phụ kiện này. Đi kèm bác là một cái đốc sạc pin nhá các bác nhá. Đấy, một viên pin sử dụng cho em là một viên pin 18650. Thì về hết pin thì bác lại cho vào đây các bác sạc này. Và đi kèm bác là một bộ cữ này các bác nhá, một bộ cữ. Đấy, các dụng cụ đi kèm thêm nữa trong hộp này luôn. Đấy, là chọn một cái bộ này là chỉ có 100.000 thôi nhá. Đấy, chỉ có 100.000 thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân thì hướng dẫn các bác xài luôn nhá. Về các bác mở cho em cái nắp ở đít này ra. Sau đó là các bác lắp cho em viên pin vào.
đó, lắp viên pin vào, lắp vào đấy, lắp vào cái chạy luôn. Và ở đây bên dưới nút nó có mấy công tắc này, đấy, các bác muốn bật hay tắt thì các bác bấm cái này xem, đấy nó sẽ bật tắt ở đây luôn, rất tiện dụng nha. Con này thì nó dạng tăng đơ chất lượng rồi, nó cắt cực kỳ là sắc bén luôn, cắt ngọt lắm đấy, dùng độ dùng cũng rất là khỏe, cắt rất ngọt luôn nhá, đấy cắt rất ngọt, ngọt ngào ok luôn, cắt cực kỳ là đi tóc nhá, và cắt rất là sạch, về các bác dùng để cắt tóc cắt các thứ ok luôn. 100.000 chọn bộ này nhá, 100.000 chọn một bộ này, và đi kèm là hai của nó là nó dùng cái pin này. Và cái hay của cái sản phẩm này là sử dụng cái pin rời các bạn, pin rời là ví dụ như là nếu mà hỏng pin ấy là vẫn các bác vẫn có thể thay thế được. Và cái pin này bên em bán cũng rất là nhiều, nếu các bác muốn mua kèm thêm pin dự phòng thì bên em đang bán kèm thêm cho bác một viên pin 18650 này với giá sẽ là 20.000, thì các bác có thể mua thêm để về các bác dự phòng. Còn nếu mà mua dùng ít thì mình có sẵn là pin ở trong này rồi, thì về các bác chỉ việc xài hết pin thì các bác lại cắm cái sạc này và các bác sạc nó thôi, thế thôi. Giá sẽ là 100.000 nhá, tăng đơ rồng vàng. Đấy, chọn một bộ này là 100k. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này, cắt rất là ngọt, cắt rất là sạch luôn, các bác cùng xem này. Cạo đến đâu đi tóc đến đó, siêu an toàn, dễ sử dụng. Tông đơ đều khắc hình rồng đa năng, vừa dùng để cạo tóc vừa có thể dùng để cạo râu hàng ngày, tiện lợi hơn mong. Đấy, con này cả cạo tóc cạo râu luôn nhá. Chi phí hàng triệu đồng không cần ra salon, thay thế cho máy cạo râu thông thường, tiết kiệm chi phí cho nhiều lần sử dụng, thoải mái tạo những kiểu tóc ngay tại nhà mà không mất nhiều thời gian. Tông đơ rồng dùng được cho cả người lớn và trẻ em, an toàn tuyệt đối cho da. Bố mẹ nào ngại đưa con ra salon cắt tóc thì có thể tự tay cắt tóc cho con của mình ngay tại nhà, đảm bảo chưa đến 5 phút. Thật bất ngờ, tông đơ còn có chức năng chấn viền, tato 1001 kiểu quá đơn giản. Tóc dày hay dài đến mấy cũng có thể sử dụng được. Khi mua sản phẩm được tặng kèm 4 đầu lưỡi khác nhau, một chai dầu tra lưỡi, một bàn chải vệ sinh lưỡi cạo và một dây sạc USB tiện dụng. Nhỏ gọn nhưng tiện dụng vô cùng, mang theo bất cứ đâu, sử dụng bất cứ khi nào muốn. Thời gian sử dụng lên đến 8 tiếng đồng hồ. Chương trình ưu đãi giảm giá cực sốc. Đấy, có thấy không? Rất ok luôn. Đấy, cắt cực kỳ là sạch sẽ nhá, cắt rất là ngọt ngào ngon lành luôn. Đấy, cắt cái là mẹ trắng phớ luôn này. Đấy, thấy không? Đi rất ngọt ngào nhá. Giá của nó sẽ là đi 100.000 chọn bộ luôn, đầy đủ phụ kiện bên trong hộp luôn nhá. 100k tăng đơn dọc vàng. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ vít V46 này, bộ vít 46 chi tiết nhá. Em báo giá luôn, bộ này thì đang gửi bác giá sẽ là 120k nhá, 120.000 một cái bộ vít V46 này. Đấy, chỉ 120.000 thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân nhá, 120k. Sẽ gồm có 46 chi tiết, rất nhiều những cái đầu khẩu, đầu vít khác nhau. Đấy, về các bác xài sử dụng gia đình này, anh em thợ thuyền cũng có thể dùng luôn. Đây, chọn một bộ này. Đầy đủ đây. Đấy, nguyên hộp nha. Ở bên hàng trên này nó sẽ gồm có các loại đầu vít này, lục giác, hoa thị này, đầu cộng, đầu trừ, đầy đủ cho bác luôn. Về các bác xài nhá. Bên dưới thì là những cái đầu khẩu này, tay khẩu này. Tô vít thanh nối dài, rồi là những cái thanh bẻ uốn cong, lò xo xoáy góc khuất này. Đấy, rồi là những cái lắt léo gật gù này, đầy đủ để về các bác xài luôn nhá. Đấy, chọn một bộ này là 46 chi tiết nhá. Đấy, 46 chi tiết trong một cái hộp nhá. Đấy, 46 chi tiết trong hộp này là về các bác xài, về anh em thợ thuyền xài sửa chữa đồ đạc cho mình, rồi là các bác sử dụng gia đình cũng quá ok luôn. 120.000 nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ vít V46 nhá. Đấy, em đang gửi bác giá sẽ là 120k một bộ, một hộp là gồm 46 chi tiết, đầu vít, đầu khẩu, các thứ đầy đủ phụ kiện đi kèm luôn, là nguyên trong hộp này. Đấy, dùng xong là các bác lại cất trong hộp rất là ngon này, ngăn nắp luôn. 120k một bộ nhá. Lên nhanh bác một số cái mã hàng về đồ nước, vòi nước các thứ này. Đấy, lên luôn cho bác đầu tiên đó là cái con vòi đôi này, vòi đôi inox 304 nhá, một con vòi đôi rất chất lượng luôn. Con này thì bên em cũng bán rất là nhiều. Đấy, vòi đôi, con này nó sẽ gồm có một đường nước vào và hai đường nước ra. Đấy, và hai cái đường nước ra này thì nó sẽ có là hai cái khóa độc lập của từng đường nước một luôn. Đấy, thì các bác dùng đường nước nào thì các bác mở cho em đường nước ra, không dùng thì các bác đóng lại nhá. Hai khóa độc lập riêng biệt luôn, dùng vòi nào mở vòi đấy, rất tiện dụng. Và nó có cả những cái đầu chụp đi kèm sẵn nhà luôn. Đấy, và các bác lắp vào, gen của nó sẽ là gen 21 nhá, và chất liệu của nó sẽ là su 304. Đấy, thấy không, su 304 này rất xịn sò, cầm một chiếc vòi nặng trịch luôn. Đấy, nặng trịch luôn. Khâu khóa của nó sẽ là khâu đồng vàng ươm luôn này, con nhìn này. Đấy, giá của nó em báo luôn. Lên mã luôn em sẽ là cái sản phẩm là cái vòi đôi inox nhá. Đấy, vòi đôi inox 304, giá của nó thì em báo luôn 60.000 cho một chiếc vòi đôi nhá. 60k một cái. Đấy, 60.000 một cái vòi đôi inox 304, rất chắc chắn chất lượng. Đấy, vào một đường và ra hai đường. Và hai đường này sẽ có là khóa độc lập riêng biệt cho từng đường một luôn, rất tiện dụng nhá. Dùng vòi nào các bác mở vào đấy, không dùng các bác đóng vào. Đấy, rất tiện dụng. Ngoài ra thì bên em sẽ có bán kèm thêm cho bác đó là cái vòi đơn. Đấy, các bác thích một vòi thì cũng có luôn, vòi đơn nhá. Con này thì nó chỉ có một vòi thôi, về các bác lắp ở đường nước ra này mình. Đấy, đường nước xả này mình cũng ok luôn. Đấy, về các bác sử dụng này. Và con này ví dụ lắp ở cái đường ra của máy giặt đấy, ở máy giặt nó hay có những cái đầu chụp này, các bác chụp vào là ok luôn. Đấy, thì đây là phần tay gạt này,
tay gạt êm ái ngon lành luôn. Đây gen nó, gen vào đây, gen là gen 21 nhá. Su 304, hàng này của nó toàn bộ này nó là dạng inox mờ các bác nhá. Các bác nhìn này. Đấy, nó là dạng inox mờ, nó không phải inox bóng đâu, nó inox mờ. Đấy như là nhìn nó là lạ chút này. Đấy, nhưng bây giờ người ta hay dùng inox này này. Inox này thì nó nhìn nó cái màu nó rất là bền. Đấy, nó không như những cái dòng inox bóng mà các bác dùng một thời gian nó bị xỉn, như con này dùng nó rất là bền màu luôn. Đấy. À, con này thì em báo giá luôn, lên mã giúp em sẽ cái con vòi đơn nhá, vòi đơn inox 304. Đấy, vòi đơn này thì bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là 50k. Đấy, vòi đơn là 50 nhá, còn vòi đôi là 60. Đấy, chênh nhau 10.000. Đấy, các bác lấy vòi nào thì lấy. Vòi đơn là 50, vòi đôi 60. Đây là con vòi đơn này. Đấy. Còn con đây con vòi đôi này. Đó. Vòi đôi này là 60, vòi đơn này là 50 nhá. Đấy, lên mã giúp em sẽ là cái vòi nước. Tiếp theo thì đó là cái củ chia này, cái củ chia van chữ T ấy, nhiều bác cứ hay gọi là van chữ T hoặc là cái củ chia cũng được. Đấy, lên mã em sẽ cái van T, cái van chữ T hoặc là cái củ chia nước 1:2. Đó thì cái này về các bác lắp ở những cái đường nước cho mình để chia đường nước ra. Đấy, một đường vào này và hai đường ra. Gen của nó thì cũng toàn bộ là gen 21, chất liệu thì cũng là Su 304 nhá. Dày dẫn chắc chắn cực kỳ, các bác nhìn này, cái đường gen nó này rất dày luôn. Đấy, dùng các bác dùng con này thì rất là bền. Đấy, và ở đây là tích hợp cho em là một cái khóa hãm này nữa. Đấy, vừa khóa tắt nước cũng như là giảm áp lực nước nhá. Đấy, và con này rất là hay là ví dụ các bác lắp vào đấy là mỗi khi mà các bác cần dùng ấy mà các bác muốn sửa chữa thì các bác khóa trong con này vào. Đấy thì các bác rất là tiện cho việc sửa chữa luôn. Đấy, bình thường là các bác phải ra đầu nguồn các bác khóa, nhưng ở đây các bác có sẵn cái khóa này, các bác khóa trực tiếp cái đường nước vào cho là các bác xài thôi. Giá của nó thì em báo luôn, lên mã cho em sẽ là cái củ chia nước các bác nhá, củ chia nước hoặc là cái van chữ T, nó sẽ có hai tên gọi khác nhau. Thì các bác nhớ cho cái mã này nhá, củ chia nước này, củ chia nước hoặc là van chữ T cũng được, van chữ T. Giá của nó thì sẽ là đi 50.000 nhá, 50.000 một cái củ chia nước hoặc là cái van chữ T đều được. Giá của nó sẽ là 50k. Về các bác vào một đường nước này và ra hai đường, và nó có cái khóa vừa giảm áp lực nước vừa bật tắt bằng cái khóa luôn, rất ok. Inox 304 50k một cái nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái túi da du lịch này. Các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái túi da du lịch nhá. Đấy, túi da du lịch. Chuyên dùng cho bác đi du lịch, đi chơi, đi công tác, cái thứ này các bác đựng đồ này rất ok. Giá em báo luôn 130.000 một cái túi này. Kích thước của nó sẽ là 50 x 30. Đấy, nhân với 30 nhá. Đấy, 50 nhân dài 50, rộng 30, cao 30. Giá của nó sẽ là 130.000 một cái túi da du lịch nha. Con này thì chất liệu của nó toàn bộ bằng da nhá, toàn bộ bằng da, nhìn rất là sang trọng, lịch sự. Các bác đi chơi, đi du lịch, đi công tác, các bác đựng đồ cho em rất ok luôn. Đấy, con này thì nó có hai chế độ dùng. Các bác có thể vừa dùng, các bác dùng để sách này. Thứ nhất các bác dùng để sách, thứ hai là các bác có thể dùng để đeo chéo qua hông. Các bác xài thì bên trong nó sẽ có đi kèm ra một cái dây nữa, thì về các bác có thể đeo vào. Ở đây nó có cái khuy đeo dây này. Còn bình thường là cái con túi này nhìn sách thì nó sẽ đẹp hơn. Đấy, con túi nhìn sách nó sẽ đẹp hơn. Đây, con túi rất đẹp luôn. Đấy, các bác đi chơi, đi du lịch, đi công tác cho em nhá. Da nó cũng cực kỳ đẹp, cái chất da bóng đẹp mềm, dùng thích lắm. Con này một cái hay của nó nữa là nó có một cái ngăn riêng là các bác đi chơi, đi du lịch, công tác ấy, và các bác hay có những cái ví dụ như những cái đôi giày mà nó bẩn đấy, hoặc là quần áo bẩn, các bác để riêng vào cái ngăn này xem. Đấy, để riêng vào cái ngăn này xem. Còn cái ngăn chính thì các bác đựng đồ. Một cái túi này thì các bác đựng được khá là nhiều đồ luôn, ví dụ như cái bộ quần áo mùa hè, giờ thì như mùa này đang mùa hè, các bác đựng thì chắc phải khoảng tầm 5-7 bộ, chục bộ luôn. Đấy, đựng thoải mái cho em luôn, rộng to lắm, 50 cơ mà, dài của nó là 50 mà. Rộng 30, cao 30 nhá. Đấy, và có phần tay sách phụ kiện đầy đủ luôn, là 130.000 một cái túi nhá, 130.000. Đấy, các bác nhìn này, sách đi này, nhìn quá chất, quá đẹp luôn. Đấy, bóng đẹp, da đẹp lắm, nhìn quá ok. Đấy, đấy các bác cùng xem phía video về sản phẩm này. Đấy, túi lên form, lên dáng nhìn rất đẹp nhá. Đấy, chống nước ngon lành luôn, có một ngăn để giày này. Đấy, các bác đựng cực kỳ nhiều quần áo luôn, các bác nhìn này, cả đống quần áo luôn. Đấy, đựng những cái đồ cá nhân thứ dạng thoải mái chỗ để luôn. Đấy, mang đi du lịch, đi chơi, khóa khiếc các thứ ngon lành nhá. Đấy, khóa khách ngon lành. Đấy, các bác nhìn người mẫu này, người ta xách lên nhìn rất đẹp, nhìn rất là quý tộc, nhìn rất là chất lượng luôn. 130.000 nhá, túi da du lịch 50 x 30 x 30 nhá. Đấy là kích thước của nó. Tiếp theo thì bên shop tiếp tục về cái mã hàng, đó là cái mũ chống nắng này. Các bác lên mã cho em sẽ là cái mũ chống nắng, như em báo giá luôn. Một cái mũ thì bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là đi 50k nhá. 50k một cái mũ chống nắng nhá. Đấy, 50.000 một cái mũ chống nắng nhá. Con này là rất là hay, đặc biệt là cho các bác hay ở ngoài đường nhiều. Đấy, nắng nôi các thứ là các bác mua cho cái mũ này về nhá. Cái con này hay của cái sản phẩm này là cái phần vành mũ này.
nó chìa ra rất là nhiều luôn, nên là nó chắn được cái phần nắng được rất là nhiều, để nó bị hắt vào mặt của các bác ấy là nó chắn được rất là nhiều vì cái phần vành mũ nó thò rất nhiều. Thứ hai là ở cái phần đằng sau là nó có một cái tà rất là dài, đấy, nó sẽ che kín cái phần gáy cũng như cái phần lưng của các bác nhé, đấy, để những cái tia nắng nó không bị chiếu vào cái phần nắng, phần lưng, phần gáy, đặc biệt là cái phần gáy chiếu vào rất là khó chịu nhá, rất là rát luôn. Đấy, và ở phần mũ này nó thiết kế nó có cái phần lưới này, đấy, khi mà các bác đội rất là thoáng, không bị ôm, không bị bí đầu. Đấy, và một cái hai nữa của nó là có thiết kế đằng trước này là một cái phần chùm mũi chùm mặt đấy, đấy, chùm cái phần mũi mặt chỉ để hở ra hai con mắt thôi, là các bác có cái phần chùm này thay khẩu trang luôn, quá ok. Và một cái dây đeo nhé, một cái dây đeo để các bác khóa hãm vào. Đấy, ví dụ các bác đi gió đi máy là không lo nó bị bay mũ đấy nhá. Đấy, một chiếc mũ thiết kế rất là đẹp, chất lượng luôn, chất liệu 100% vải cốt tông, độ cực kỳ mát và che được rất là nhiều nắng luôn, nói chung độ mát lắm, đặc biệt các bác đi các bác hay phải lao động qua thứ ngoài đường, độ cho em con này rất ok, mũ chống nắng nhá, các bác lên mã cho em xem là mũ chống nắng, giá bên em là của bác là 50.000 một cái mũ chống nắng này, 50.000 cái. Đây các bác cùng xem thực tế cái sản phẩm hình ảnh người mẫu là đội này, đây các bác nhìn này, đấy, lên form có thứ rất đẹp luôn nhá, đấy, che đằng trước đằng sau rất ok, các bác nhìn này, đấy, khi mà đeo quả kính này vào là nó kín mít luôn nhá, các bác nhá, kín mít luôn, đây các bác nhìn này, đấy, rất đẹp luôn các bác nhá, cực kỳ đẹp, ok luôn, đây, đấy, lên form lên dáng nhìn rất là đẹp, và cái phần tà trước tà sau nó che kín cái phần đầu của bác luôn, đấy, tránh tình trạng là đây, tránh tình trạng là các bác bị nắng nó chiếu thẳng vào đầu gây khó chịu nhá, đấy, rất ok, đấy, đeo khẩu trang lên là kín ngon lành luôn. Giá nó bình dân thôi, chỉ có 50.000, các bác tội gì các bác không mua, mua về các bác sử dụng, đi làm mua một con này về các bác đội vào đỡ nắng nôi này, đấy, mình làm là mình quan tâm đến sức khỏe bác nhau nhá. 50k một cái mũ chống nắng nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mang, đó là cái chai xịt chống thấm này. Đấy, một chai này là có dung tích là 450ml nhá các nhá, 450ml, và em báo giá luôn. Cái chai xịt chống thấm này bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là 40.000. Đấy, về các bác có những cái chỗ nào nó đang bị nứt nở các thứ giờ các bác xịt trực tiếp cho em. Đấy, những cái chỗ phần khe kẽ là nó bị nứt nở, nó thấm nước vào. Thì con này trước khi các bác xịt các bác vệ sinh sạch sẽ đi, và các bác chọn hôm nào thời tiết nó thật là nắng ấy, nắng nó khô ráo các bác xịt cho em nhá. Đấy, để trong vòng khoảng tầm từ 24 cho đến 48 tiếng, sau đó là nó sẽ chết keo và nó sẽ khô đi, và nó sẽ chống thấm rất là tốt luôn, chống thấm chống rột rất ok. Đấy, phần khe kẽ nó bị nứt nhức các thứ rồi đó, thì các bác xịt tiếp cho em. Thì trước khi xài các bác nhớ cho em lắc thật đều nhá. Đấy, lắc thật đều, ở đây nó trong này nó có mấy viên bi này, lắc thật đều cho em nhá, nhớ cho em là lắc thật đều, sau đó là các bác dùng, các bác cứ xịt thẳng vào cho em. Đấy, bóp các bác xịt thẳng vào cho em là các bác xài, nhớ cho em là lắc đều, vệ sinh cái chỗ cần xịt vào trước khi các bác xịt nhá. Đấy, để trong vòng từ 24 cho đến 48 tiếng là ok. Giá của nó thì bên em đang gửi bác là 40.000 một chai xịt chống thấm nhá. Một chai này có dung tích là 450ml nhá, 450ml đây các bác cùng xem cái video chống của sản phẩm này. Trên mọi bề mặt chất liệu, hiệu quả lên đến 10 năm, chống thấm rột mái tôn, mái ngói, máng xối, trần nhà, xử lý các vết nứt tường nhà, sân thượng, chống rò rỉ các loại đường ống, xử lý các vết nứt, vỡ thủng trên các đồ vật khác, đặc biệt hoàn toàn kháng nước, chống nấm mốc nên được ứng dụng rộng rãi cho mọi nhu cầu hiện nay. Khả năng chịu nhiệt lên đến 80 độ C, chống tiếp cực tím bất chấp nắng mưa, khuyến mãi cực sốc duy nhất hôm nay, đặt hàng ngay để nhận ưu đãi. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, chống thấm rột trên mọi bề mặt luôn, rất ok. Đấy, mà những chỗ nào nó bị nứt rột các thứ các bác xịt trực tiếp cho em là ok. Đấy, đợi trong vòng 24 trong 48 tiếng là nó sẽ khô là ok. 40.000 một chai xịt chống thấm nhá. Sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác, đó là cái cây vệ sinh, cây chổi quét bụi trần nhà nhá. Các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái cây chổi quét bụi trần nhà, em báo giá luôn. Một cái cây này bên em đang gửi bác giá nó chỉ có 50.000 thôi. 50k nhá, 50k. Một cái cây chổi này nó sẽ gồm có là một đầu chổi và đi kèm là một cái cây cán chổi. Cái cây cán chổi rất hay là nó có thể kéo ra và thu vào được các nhá. Rất tiện dụng luôn đây. Em sẽ mở cho bác thực tế một cái cây về cái mã này này. 50.000 em bán cực kỳ nhiều cây luôn. Về các bác vệ sinh trần nhà thì nhức rất sạch sẽ ngon này. Đấy, trần nhà nhiều màng nhện các bác mua cho em cái cây này về. Đấy, và khi mà bình thường là các bác thu gọn nó sẽ nhai, còn các bác kéo dài ra nó được dài hơn 2m cơ, 2m3, 2m4 ấy, nó khá là dài. Đấy, cộng với người các bác nữa vào khoảng tầm hơn mét nữa rồi là trần khoảng tầm 3-4m là các bác chiến cho em thoải mái luôn nhá. Đấy, về các bác vặn cái con này vào này. Đấy, vặn vào. Và lúc nào mà xài các bác rút cho em cái này ra. Đây, rút ra. Đấy, rút ra rất là dài luôn nhá. Đấy, rút ra cái này nó nhiều dạng cần câu mà. Đấy, kiểu dạng cần câu các bác rút ra. Đây, coi nhìn này. Đấy, rút ra rất là dài luôn nhá. Đó, kiểu dạng cần câu. Và lúc nào mà cần thì các bác lại thu vào thành một cái chổi ngắn để các bác vệ sinh bên dưới, ví dụ như là thành một cái cây chổi lông xù để các bác vệ sinh bàn ghế bên dưới, còn lúc nào muốn dài vệ sinh trần nhà các bác rút ra. Đấy, và lúc nào muốn gọn nữa thì các bác tháo ra như này. Đấy, tháo ra nó sẽ gọn vào nhà luôn. Là 50.000 nhá. 50.000 một cái bộ chổi quét trần nhà này. Đấy, cả cán cả
cả cán cả đầu chổi luôn là 50k. Và cái đầu chổi rất là hay là các bác có thể bẻ cong lên nha, đó những cái vị trí ở ngóc ngách các bác luồn vào để các bác vệ sinh cho rất ok. 50k một cây nhá, 50k một cây. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này, ngon lắm, con này bán cực kỳ nhiều luôn. Thôi mà có thể giúp bạn đỡ vất vả hơn mỗi khi dọn dẹp vệ sinh trong nhà. Từ khi mà mình sắm cái chổi quét trần nhà này về á, thì phải nói là nó giúp mình xử lý tất cả mọi ngóc ngách ở trên trần cao một cách vô cùng dễ dàng. Mình không có còn phải bắt ghế rồi lấy cái dẻ để lau nữa. Đặc biệt là cái chổi này có thể kéo dài với kích thước là 2m8 lận, nên cho dù là cái trần nhà của bạn cao cỡ nào thì cái chổi này cũng có thể xử lý được hết cho bạn nha. Được cái là cái đầu chổi có thể uốn cong, nên là những cái góc nào mà khó á, nó có thể xử lý được luôn cho bạn. Sản phẩm mình ghi ở bên dưới cho các bạn nha. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá, 50k nhá, 50k cây chổi quét bụi trần nhà kéo ra thu vào được nhá, quét trên giờ ra đất tất luôn, 50k một bộ nhà có nhá, 50k bộ. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái mã hàng về cái túi thể thao này. Các bác lên mã nha, em sẽ là cái túi thể thao đeo bụng nhá, túi thể thao là các bác đeo bụng đeo hông để các bác chạy bộ này, tập thể dục thể thao rất tiện dụng luôn. Đấy, bình thường là các bác hay đi tập thể dục thể thao, các bác mang tiền này, mang điện thoại này, mang chai nước đi này, mang chìa khóa thứ đi mà các bác cứ ở cầm tay cái thứ giờ nó rất là bất tiện. Đấy, thì các bác có một cái giải pháp rất hay là các bác mua trong cái túi về, sau đó các bác đeo vòng qua bụng, đeo vào hông ấy, và các bác để những cái đồ dùng cần thiết các bác mang đi. Đấy, đi chơi tập thể dục thể thao này, đi đạp xe này, đi chạy bộ này, đấy các thứ rồi, nói chung là tất cả các món thể thao luôn các bác đựng vào đây xem. Đấy, những cái ngăn to này các bác đựng tiền, đựng ví này, đựng điện thoại lên này, rồi là có những cái ngăn nhỏ bên hông này các bác đựng chìa khóa này. Đây bên hông nó có một cái ngăn nhỏ nữa để các bác đựng chìa khóa thứ vào đây cho em ok. Và một cái ngăn rất là hay là cái hông bên này là một cái hộc nhai để các bác để chai nước này. Đấy, và đằng ở bên này là cái dây nó các bác đeo qua bụng, sau đó các bác cài nó vào. Đấy, cái này con này cài ra tháo vào cũng rất là tiện. Đấy, ấn vào cái tay cái xong các bác muốn mở ra ấn cho em cái ra. Đấy, và cái dây này các bác có thể thu ngắn lại và các bác cho dài ra được nhá, tùy chỉnh theo cái vòng bụng của bác nhá. Đấy, và cái con này nó co giãn, nó rất là ô bụng luôn, các bác chạy bộ cho em thoải mái, không lo nó bị rơi rớt đâu. Đấy, rất ok. Đấy, rất đẹp luôn. Báo giá bác luôn nhá, lên mã giúp cho em xe này. Cái mã hàng đó là cái túi thể thao nhá, túi thể thao, túi dành cho chuyên dùng cho anh em dân thể thao. Đấy, mang đồ đạc các bác đựng vào cho em rất ok. Túi thể thao giá nó sẽ là 30k nhá, 30k. Lên mã em sẽ là túi thể thao này, 30.000 một cái túi thể thao này, dùng rất tiện luôn. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này, con này dùng hay lắm. Đấy, chuyên dùng cho anh em thể dục thể thao nhá. Đấy, mang đồ mang đạc đi các bác đựng vào cho em rất là gọn gàng ok luôn. Đây các bác nhìn này, đấy đeo vào qua hông như này nhá. Đấy, các bác cài đeo vào. Đấy, các bác đựng những cái đồ cần thiết này, mình điện thoại, tiền nong qua thứ giờ các bác đựng hết vào cho em. Đấy, ngon lành kinh đào luôn nhá. Đấy, đẹp đĩa ngon lành luôn, chạy bộ thoải mái không lo rơi rớt ra nhá. Đó, chạy nguịch nguịch luôn không lo rơi rớt nhá. Giá thì bình dân thôi, 50k, chuyên dùng cho anh em thể dục thể thao. 30k nhá, 30k túi thể thao nhá, lên mã em sẽ là túi thể thao đeo hông. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái lọ sáp ong. Các bác cứ lên mã thì em sẽ cái lọ sáp ong. Cái này sẽ có công dụng là bảo quản đồ gỗ cũng như là đánh bóng, cải tạo lại cái chất gỗ nó mới lên nhá, nó mới lên, nó bóng, nó đẹp lên. Đấy, thì cái này 100% là từ sáp ong tự nhiên. Đấy, một hộp này là 80g nhá, một hộp 80g. Thì về các bác cứ xoáy ra, bóc ra, sau đó các bác phết lên đồ gỗ như mình. Đấy, sau đó các bác dùng một cái bàn chải các bác đánh, các bác chà đi. Đấy, chà đi nó sẽ bóng gỗ lên và nó bảo quản gỗ nhá, bảo quản gỗ không bị mối mọt này. Thứ hai là nó sẽ làm bóng gỗ, đẹp gỗ lên nhá, rất là ok luôn. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái lọ sáp ong. Mùa lọ sáp ong 100% là từ sáp ong tự nhiên này. Đấy, giá của nó được bình dân thôi, 20.000 nhá, 20.000 một cái lọ sáp ong nha. Đấy, 20.000 một lọ sáp ong chuyên dùng để đánh bóng, cải tạo đồ gỗ lại rất là đẹp luôn. Đấy, 20k một hộp, một cái hũ sáp ong 80g đâu nhá. Đấy, 20k một hũ, về các bác xài sử dụng, dùng để đánh bóng, cải tạo đồ gỗ, bảo quản đồ gỗ nhá, rất là ok luôn, 20.000 một hũ không nhá. Tiếp theo nữa thì đó là cái chai xịt mạ chrome inox này. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái chai xịt mạ inox nhá. Chai này thì sẽ có dung tích là 350ml, tương đương với lại là 180g. Đấy, chuyên để các bác dùng về để các bác xịt vào những cái chỗ mà nó bị rỉ sét, để nó làm mới cái đồ, những cái đồ kim loại lên. Ví dụ nó bị rỉ sét thì về các bác đánh sạch những cái rỉ sét đi, sau đó các bác xịt lên thì nó sẽ bóng, nó mới lên rất là đẹp luôn. Đó, thì một cái chai này bên em đang gửi bác giá sẽ là 50k một chai nhá, 50k một chai. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái chai xịt mạ inox này. Đấy, xịt mạ inox nó bóng bóng kiểu màu inox rất là đẹp luôn. Đấy, mà nó cái độ bám dính rất là cao, cái độ bám dính cực kỳ cao nhá. Các bác về vệ sinh cái chỗ các bác cần xịt, sau đó các bác
xịt lên nó rất là mới, rất là đẹp, bóng đẹp lắm. Đó thì một cái lọ này là 50 ngàn nhá, 50 ngàn một một lọ này, là dung tích là 300 350 ml nhá. Đây em sẽ xịt cho bác con này. Đây trước khi các bác dùng các bác nhớ giúp em là lắc đều lên. Đấy lắc đều nhá, lắc thật đều lên, sau đó các bác xịt vào những cái chỗ các bác cần xịt. Nhớ là trước khi xịt các bác vệ sinh sạch sẽ các chỗ cần xịt đi nhá. Đấy vệ sinh sạch sẽ đi. Đây nha, đây em sẽ xịt cái chỗ này để cho các bác con này, em xịt thử nha. Đấy có thấy không? Nhìn mới bóng luôn này, thấy không? Các bác nhìn hai bên khác hẳn nhau này. Đấy một bên chưa xịt này, bên xịt rồi này. Đấy nhìn nó bóng lên rất là đẹp luôn này. Đấy bóng điện điện và nhìn nó sáng bóng luôn nhá. Đấy hai bên nhìn khác nhau. Đấy các bác để cải tạo những cái chỗ mà nó rỉ sét, đấy nó làm bóng làm đẹp lên. Đấy nó gọi là cái chai sơn xịt mạ inox nhá. Đấy sơn xịt mạ inox một chai này là 50 ngàn thôi, giá bình dân lắm mà rất là hay. Về những cái đồ vật nhà mình nó cũ kỹ các bác xịt vào cho nó mới nó đẹp lên. 50k nhá, chai xịt mạ inox. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái mã hàng cân tiểu ly. Đấy cân tiểu ly, cân tối đa được là 5 kg nhá. Lên mã em sẽ là cái cân tiểu ly này. Cân tiểu ly. Giá của nó thì em báo luôn 50 ngàn một cái nhá. 50 ngàn một cái cân tiểu ly này. Đấy, mới nguyên hộp luôn, về các bác xài sử dụng. Mình cân gia vị trong nhà bếp này, cân công thức làm bánh này rồi là các thứ rồi. Cân đồ gia vị nấu ăn. Đấy cân gam rất là chuẩn luôn nhá. Đấy thì về các bóc ra sau đó các bác lắp pin vào là xài thôi. Con này nó dùng 2 viên pin tiểu con thỏ. Đây hàng của nó mới keng này. Đấy mới keng luôn. Đó. Con này cân chuẩn lắm, cân mà cân rất là hay, cân nhà bếp có thứ các bác cân rất là ngon luôn. Đó. Sử dụng cân gia vị, cân các thứ. Về thì tháo cho em cái nắp đằng sau này. Đấy lắp cho em 2 viên pin tiểu con thỏ vào là các bác xài. Đây, đấy các bác lắp cho em 2 viên pin vào đây. Lắp vào cái là nó nhận nó lên hiện lên màn hình luôn nhá. Đây. Đấy khi mà lắp vào cái là nó hiện thông số trên màn hình luôn. Là toàn bộ cái thông số là nó sẽ hiện tất trên cái màn hình này các bác nhá. Đấy và nó cân tối đa được là 5 kg nhá. Đấy cân tối đa được là 5 kg. Thì về thì khi mà các bác cân thì nhớ giúp em là các bác để những cái chỗ nào mà thật là bằng phẳng nhá thì cân nó mới chuẩn được. Còn nếu mà các bác để những cái chỗ nào mà nó bập bênh ấy, đấy, mà nó không bằng phẳng là cân nó sẽ bị sai lệch. Đây em sẽ cân test bác coi, các bác nhìn vào cái chỗ màn hình này nó sẽ hiện đây này. Đây. Đây em cân một cái thước ở đây chẳng hạn này. Đó. 315g nhá. Đấy rất ok, nó sẽ báo thông số trên này luôn, chuẩn lắm. Đó. Đây cân một cái nhẹ nhẹ hơn một chút này. Đó, 115g này, nó báo luôn này. Đấy, báo luôn cho bác nhá. Báo luôn. Đây, ví dụ như là một cái cây kìm khá là nặng này. Đó, 360 này. Đấy nó có báo luôn cái thông số trên cái màn hình luôn nhá, rất tiện. Đấy về các bác cân gam nhá. Đấy cân gam. Cân những cái công thức nấu ăn, cân ví dụ mắm muối mì chính ở trong nhà bếp này, rồi là cân thuốc, cân men các thứ rồi. Đấy, rất tiện dụng luôn nhá. Đấy, và nhớ giúp em là để những cái chỗ nào cân thật là bằng phẳng nhá. Và các bác cân ở đây nó có một cái nút on off, lúc nào các bác dùng thì các bác bật lên, không dùng thì mình có thể tắt đi. Đấy, tắt đi cho nó đỡ tốn pin nhá. Đó, thì báo giá lại một lần nữa nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái mã hàng đó là cái cân tiểu ly, cân tối đa được là 5 kg nhá. Giá của nó sẽ là 50.000 một cái. Sản phẩm tiếp theo thì lên nhanh luôn cho bác đó là cái hộp viên tẩy lòng giặt nhá. Một hộp này là 12 viên, về các bác chuyên dùng để các bác tẩy vệ sinh cái máy giặt của bác nhá. Đấy, máy giặt của bác là các bác giặt lâu ngày là nó rất hay bị những cái cặn bẩn các thứ rồi. Đấy do các bác giặt quần áo là nó sẽ bị két ở trong đấy. Thì các bác một cái cách vệ sinh nhanh nhất, đấy không cần phải gọi thợ thuyền gì, là các bác mua cho một cái hộp này về. Một hộp này là 12 viên. Đấy một hộp là 12 viên nhá. Thì các bác cứ vệ sinh cho em là mỗi tháng một viên. Đấy tương đương với lại là 12 tháng là cho 12 viên nhá. Đấy 12 tháng là 12 viên. Là các bác cứ vệ sinh cho em là mỗi tháng một viên. Cái con này thì cách sử dụng em báo bác luôn. Thì về các bác bật cho em cái chế độ là vệ sinh lồng giặt lên, sau đó là các bác thả cái viên này vào, và các bác ấn bắt đầu là máy nó chạy, là các bác thả cái viên này vào và bắt đầu là cứ để máy nó chạy là nó sẽ kết hợp với cái viên này, nó tẩy vệ sinh, kết hợp với cái viên này nó tẩy vệ sinh cái lồng giặt rất là sạch sẽ, thơm tho luôn. Đấy, giá thì một hộp này chỉ có 20.000 thôi các nhá, giá bình dân thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp viên tẩy lồng giặt, một hộp là 12 viên. Đấy, dùng cho em mỗi tháng một viên, sạch sẽ ok, thơm tho quần áo. Tẩy lồng giặt này, hộp tẩy lồng giặt 12 viên nhá. Giá của nó sẽ là 20.000 một hộp viên tẩy lồng giặt 12 viên nha. Đấy, dùng nha mỗi tháng một viên, về cứ thả trực tiếp trong lồng giặt, bật chế độ vệ sinh lồng giặt và bắt đầu nó kết hợp viên này là tự động là nó sẽ tẩy sạch lồng giặt thôi, rất là tiện dụng mà dễ dùng dễ sử dụng nhá, sạch sẽ ok.
để các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Một trong những cái sai lầm lớn nhất trong cuộc đời nữ công gia chánh của mình đó chính là bỏ nguyên tấm thảm sàn vào trong máy giặt luôn. Ui là trời, giặt xong nó không có thơm nhiều hết trơn, nó vừa dơ vừa hôi. Nghe nói là cái cục vệ sinh lòng máy giặt này ở trên Shopee có vẻ là cũng ok nè, để mua về test thử xem như thế nào nha. Cái viên này mọi người sử dụng lần đầu là 3 đến 5 viên và các lần sau là mỗi tháng là 1 đến 2 viên nha. Vì cái máy giặt nhà mình có chế độ là làm sạch lòng giặt sẵn rồi, cho nên là chỉ cần chọn đúng chế độ và chờ thôi. Xong rồi nè, trời, kết quả sạch bong kim kít luôn. Để chui cái đầu vô trong này ngửi thử coi. May quá mấy cái cục này đã cứu được hậu quả chơi ngu của mình. Đấy, thực tế về sản phẩm nha, rất là sạch luôn. Giá thì chỉ có 20.000 nha, một viên tẩy lòng giặt 12 viên. Đó. Tiếp theo thì đó là cái hộp viên vệ sinh bồn cầu này. Đấy, hộp viên vệ sinh bồn cầu nhá. Cái này thì nó sẽ có tác dụng là khử mùi này, diệt khuẩn này, làm sạch mảng bám ở trong bồn cầu này. Đấy, giúp bồn cầu sạch sẽ thơm to hơn. Đấy, diệt sạch vi khuẩn gây hại gây bệnh nhá. Thì một hộp này cũng là 12 viên luôn. Đấy, cũng hàng của Nhật nhá, rất xịn sò. Đấy, một hộp là 12 viên. Cái này thì về các bác cứ thả trực tiếp vào trong cái két nước nhá. Bóc cái giấy bóng ra này. Đấy, thả trực tiếp vào trong két nước là các bác xài. Một hộp này là cũng 12 viên, tương đương với lại là các bác dùng cho em cứ một tháng là các bác dùng một viên này, thả trực tiếp vào trong cái két nước như mình. Hoặc bác nào mà không có két nước các bác thả trực tiếp vào trong bồn cầu cũng được. Đấy là nó sẽ sủi tan ra và bắt đầu là nó sẽ vệ sinh khử mùi diệt khuẩn, đấy, thông tắc rồi là làm sạch cái bồn cầu như mình nhá. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp vệ sinh bồn cầu. Đấy, tẩy sạch bồn cầu nhá, hộp vệ sinh bồn cầu. Một hộp là 12 viên, giá của nó thì cũng chỉ có 20.000 thôi, 20k nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp vệ sinh bồn cầu. Đấy, viên thả bồn cầu một hộp 12 viên, giá sẽ là 30k. Đấy, vệ sinh bồn cầu này. Vệ sinh bồn cầu nhá. Một hộp là 20.000, 12 viên cũng rất là sạch luôn. Thả trực tiếp vào trong két nước hoặc là thả trực tiếp vào trong bồn cầu luôn. Một hộp 12 viên dùng cho em mỗi tháng một viên nhá. Đấy, dùng cho em mỗi tháng một viên. Sạch sẽ ok ngon lành luôn. Đấy mà rất là dễ dùng, dễ sử dụng mà ok. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái lọ keo đa năng, dính cực kỳ là chắc chắn luôn. Đấy, thay thế các dòng đinh vít các thứ rồi, các bác mua cho em cái lọ keo đa năng này về. Đấy, thì một típ này bên em cũng bán giá bình dân thôi, 20.000 nhá, 20.000 một típ keo đa năng nha. Đấy, 20.000 cho một típ keo đa năng. Đấy, 20k nhá, 20k. Các bác nào mà lấy các bác nào lấy 3 típ nhá, 20k này, một típ này. Các bác nào lấy 3 típ thì bên em sẽ để cho bác giá là 50.000 nhé. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là lọ keo đa năng. Đấy, màu xanh đen đây này. Đấy, màu xanh đen. Một típ này của nó sẽ là có trọng lượng là 60g. Về các bác dính cũng thoải mái luôn đấy. Đấy thì con này thì theo khuyến cáo của nhà sản xuất thì các bác khi mà các bác dính thì các bác cố định cái chỗ mà các bác cần dính vào. Sau đó các bác dính vào và các bác để cho em trong vòng từ 48 cho đến 72 giờ. Đấy thì keo nó mới cứng, nó mới khô được. Nó không phải dạng khô nhanh như 52 đâu, nên là nhiều bác cứ tưởng là nó khô nhanh như 52, nó cứ bảo về không, bảo không dính. Các bác cứ để hết cái thời gian đi thì đảm bảo bác là nó cực kỳ là dính luôn nhá. Đây này, các bác nhìn này, để trong vòng từ đến tối đa đến 72 tiếng này. Đấy, đến 72 tiếng là nó sẽ phát huy tối đa cái sức mạnh của con keo nhá, dính chắc lắm. Đấy, dính ok lắm mà giá bình dân. Nói chung là cái này em bán cực kỳ nhiều rồi, dùng rất hay. Dính gỗ, dính sắt, dính các kiểu loại, dính các loại vật liệu luôn, dính ngon lành cành đào. 20k một típ nhá. 3 típ là 50.000 nhá. 3 típ thì là 50.000. Lên mã em sẽ là cái keo đa năng xanh đen nhá. Đấy, keo đa năng xanh đen. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Hai, quảng cáo là keo dính siêu chặt, kết dính được mọi thứ. Ok, kiểm chứng cho anh em cùng xem nhá. Đây là một chiếc cối nặng 8kg và đây là một chiếc móc sắt đã được gắn sẵn bằng loại keo này. 1 2. Nó chắc thật sự luôn. Keo dán đa năng bám dính rất là chắc chắn trên các bề mặt như là kim loại này, nhựa, gỗ, thủy tinh và cả tường gạch luôn. Hơn 70 cân mà nó còn không bể ra. Loại này thì đặc biệt là rất tiện cho anh em nào cần lắp đặt những đồ dùng trong gia đình lên tường, thay cho những con vít phải khoan bắn vào tường như này. Ví dụ như là kệ treo đồ nhà tắm này, móc treo đồ lên tường, móc đi dây điện. Loại keo này thì nó chống thấm nước, chịu nhiệt và kết dính cực kỳ tốt, nên là nó sẽ gắn được trên rất nhiều bề mặt vật liệu khác nhau. Cách dùng thì cũng đơn giản, anh em chỉ cần bôi keo, dán xong đợi từ 36 đến 72 tiếng như hướng dẫn sử dụng là có thể dùng được. Lưu ý là khi dán keo xong thì nên dùng băng dính dán lại để cố định, tránh xê dịch khi keo còn chưa khô nha. Kết dính cực kỳ chắc chắn được trên rất nhiều bề mặt vật liệu khác nhau, thay cho cái mớ đinh vít khá là tốn công tốn sức này. Múc combo vài tuyếp như này cho nó rẻ anh em ạ. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy thì các bác nhớ giúp em là các bác để keo nó khô trong vòng từ 48 cho đến 72 tiếng thì keo nó khô, nó với kết dính, nó với phát huy hết tác dụng của nó. Và nhớ giúp em là khi mà các bác dính cái đồ vật nào ấy thì các bác nhớ giúp em là định vị nó không bị xê dịch thì nó sẽ chết cái keo đấy, thì nó sẽ dính được rất là chắc luôn. Đấy, các bác mà bị xê dịch hoặc các bác để nó thiếu thời gian là nó
nó sẽ không phát huy hết cái tác dụng của con keo nhá. Đấy, một típ này là 20k, các bác lấy 3 típ là 50k. À, lọ keo đa năng một típ là 60k, keo đa năng màu xanh đen này này. Lên nhanh luôn các bác, đó là cái cuộn dây phơi đồ 5m này, em báo giá luôn. Một cuộn này thì bên em gửi bác giá nó chỉ có 10.000 một cuộn thôi. Đấy, một cuộn dây phơi đồ là 5m báo giá bác luôn 10.000. Đấy, nó là dòng cuộn, nó là dạng dây phơi, dạng dây dây cước bện nhá các bác nhá, dây cước bện. Dòng này thì em bảo hành cho bác luôn, các bác cứ cho em ra nắng mưa thoải mái bảo hành cho bác luôn nhá. Đấy, riêng dòng này không lo mục luôn, vì thực tế thì em xài con này khoảng tầm 2 năm nay rồi, em cũng có mấy sợi em vắt ra ngoài để em phơi đồ như em ấy. Nhất là em cứ vắt ra ngoài nắng mưa thoải mái, em không thèm thu vào luôn, cứ vứt đấy vạ vật đấy thoải mái mà nó không vấn đề luôn các bạn. Đấy, vì nó là những cái dòng sợi cước nhỏ nó bện với nhau này, mà cái cước này các bác để ngoài nắng ngoài mưa cũng thoải mái luôn, nó rất là bền bỉ mà nó nồi đồng cua đá dã man. Đấy, và cái con này rất là hay là khi mà các bác phơi nó chia ra những cái ô này, các bác phơi các bác móc quần áo và nó không bị xô áo nhá. Bình thường là các bác dùng những cái dây kia là phơi là nó hay bị xô đồ vào ấy, phơi rất là khó chịu. Nên con này đây là nó chia ra những cái khoảng khoảng này, các bác cứ móc vào những cái khoảng này là không là quần áo nó bị rơi hoặc là nó bị xô vào với nhau. Đấy, thì ở đây thì ở những cái đầu nó sẽ có kèm những cái móc luôn, về các bác móc vào những cái chỗ mà các bác cần móc. Đấy là các bác xài thôi. Một cuộn này dài 5m nhá. Đấy, nếu mà thiếu thì các bác có thể mua 2-3 cuộn một lúc cũng được. Đấy, vì giá nó bình dân, nó chỉ có 10.000 thôi nhá. Lên mã thì em sẽ là cái cuộn dây phơi đồ 5m nhá. Giá của nó đang bán là 10k, nó là dạng sợi cước bện siêu bền nhá. Đấy, siêu bền, chịu mưa chịu nắng cực kỳ tốt luôn các bác nhá. Rồi mã tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái cuộn dây phơi này. Các bác lên mã thì em sẽ là cái cuộn dây phơi quần áo, dây phơi đồ. Em báo giá luôn. Cuộn này thì bên em gửi bác giá thì cực kỳ hạt rẻ bình dân. 10.000 một cuộn này các bác nhá. 10.000 một cái cuộn dây phơi có chiều dài kích thước là 5m này. Chất liệu của cái dây phơi này thì của nó là sợi cước các bác nhá. Nó là cái sợi cước nên là các bác xài ở cái thời tiết ngoài trời như là mưa bão này, rồi là nắng mưa các thứ là xài cho em thoải mái luôn. Riêng cái dòng dây phơi này bên em bảo hành bác luôn nhá, chỉ có 10.000 thôi, bảo hành cho bác luôn về độ bền. Cái vì em xài cái dây này khoảng tầm hơn năm nay rồi, em xài em cứ vứt ở trên mái nhà em ấy, cứ chờ nắng chờ mưa thoải mái luôn, mà lên nó vẫn còn chắc, có nghĩa là nó không có độ mủn luôn, không có tí mủn nó luôn, có nhìn này. Đấy, nó rất nhiều những cái sợi cước nhỏ nó bện vào nhưng rất là chắc luôn. Và nó sẽ ở hai đầu là nó sẽ có những cái móc này để các bác móc vào những cái vị trí các bác cần móc này, và các bác kéo căng ra để các bác phơi đồ các thứ này, rồi là ví dụ là mình làm thành một cái dàn leo cũng được. Đấy, mua con này về các bác bện thành một cái dàn leo rất ok, vì con này nó chịu nắng chịu mưa rất là tốt nhá. Đấy, sợi cước này, và đặc biệt là con này khi mà các bác phơi đồ là nó có những cái lỗ nhỏ này để khi mà các bác mắc những cái mắc áo vào nó không bị bay nhá, gió to thứ là nó không bị bay, nó không bị siêu vẹo bình thường là các bác hoặc nó không bị dồn quần áo. Bình thường là các bác hay dùng những cái dây bình thường là nó gió to chứ là nó hay bị rơi mắc áo hoặc là hay bị dồn quần áo vào, như con này đây thiết kế những cái khe này. Đấy, về các bác sử dụng nhá, phơi nó không bị dồn quần áo rất là hay luôn. Đấy, thì một cuộn này là 5m này. Đấy, về các bác xem mua cho em 1-2 cuộn về là thoải mái phơi rồi, 5m. Đấy, chập vào, nếu mà muốn nối thêm thì mua thêm 2-3 cuộn. Đấy, thì cứ tăng thêm chiều dài lên 5-10-15 đó thì chỉ có 10.000 một cuộn này thôi nhá. Lên mã em sẽ là cái cuộn dây phơi 5m nhá. 10k một cuộn này. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Dây phơi đồ đa năng. Dây dài tận 5m, chất liệu dây cước ni lông nên rất bền bỉ, chắc chắn. Dây chịu nặng lên đến 50kg, thiết kế từng ông nhỏ rất thông minh, dù gió thổi mạnh đến đâu cũng không bị dồn quần áo. Sản phẩm ở phần trưng bày nhé. Mắc thoải mái không lo nó bị rụng bị rơi nhá. Rất chắc chắn luôn, bảo anh bác luôn nhá. Dòng dây sợi cước này rất là bền quá, mà chiều dài 5m rất ok. 10.000 một cuộn dây phơi nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái lõi lọc nước dùng cho nước sinh hoạt nhà các bác này. Đấy, thì cái lõi lọc rất là hay, về ví dụ như nước nhà bác hay bị cặn bẩn này. Đấy, rồi là những cái dạng tạp chất các thứ rất là nhiều, mà đặc biệt là cái nước nguồn nước ấy, nó ví dụ như là các bác dùng để sinh hoạt này, rồi là cho vào máy giặt này, cho vào máy lọc nước, cho vào bình nóng lạnh, mà những cái rác này vào rất hay bị tắc. Đấy, thì các bác mua cho em cái bộ lọc này về. Đấy, mua cho em cái bộ lọc về là các bác lắp ở những cái vị trí đầu nguồn vào những cái thiết bị mà các bác muốn lọc nhá, ví dụ như là máy giặt này, rồi là bình lọc nước này. Đấy, bình lọc nước, rồi là bình nóng lạnh này, rồi là nguồn nước bình sinh hoạt cũng ok luôn. Đấy, về các bác lắp vào, gen nó sẽ là gen 21 nhá, gen này. Đấy, gen đồng luôn này. Đấy, con bên dưới đây đầu vào này, đây đầu ra. Đấy, thì về các bác lắp vào, và cái con này nó có thể tháo ra để rút cái lõi ra để các bác vệ sinh này. Đấy, rút cái lõi này ra, lõi này em không rõ lắm mà đây nó có thể rút cái lõi ra để các bác vệ sinh nhá. Đây nó có một cái màng lưới, mấy cái màng lưới này để các bác rút ra các bác vệ sinh.
rất là dễ dàng vệ sinh và sử dụng luôn. Đấy, và giá nó bình dân thôi, em báo giá bác luôn nhá, 50.000 nhá, 50.000 một cái bộ lõi lọc nước sinh hoạt nha. Đấy, 50.000 các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ lõi lọc nước sinh hoạt, giá của nó sẽ là 50k một cái. Đấy, lõi lọc nước này hoặc là bộ lọc nước nữa, cái lọc nước sinh hoạt đi. Đấy, lọc nước sinh hoạt nhá, giá của nó sẽ là 50k một cái lọc nước nha. Đấy, 50.000 một cái, dùng hay lắm. Đấy, lọc cho những cái thiết bị máy giặt, tủ máy giặt, rồi là bình nóng lạnh, bình lọc nước các thứ rồi. Đấy, lọc qua đi một chút để cho nó sạch những cặn bẩn trước khi vào để nó xử lý tốt hơn. Mà ví dụ là vào máy thì nó đỡ những cặn bã này thì nó sẽ đỡ bị tắc máy các thứ nhé, rồi là gây hỏng máy, gây cháy máy. Đấy, nó rất là nhiều những cái công dụng hay của sản phẩm nhé, và giá chỉ có 50.000 thôi, giá rất bình dân mà rất nhiều tác dụng hay. Đây các bác cùng coi video này. Đấy, như chính nhà em đây này, là khi xả nước ra là sẽ có rất nhiều cặn bẩn như thế này. Giải pháp ấy là các bác lắp cái củ lọc nước này vào. Đấy, như nhà em này, em lắp cho chính nhà em luôn nhé. Cái này là nhà em là hay dùng nước mưa ấy, nên là nhiều khi nó có cặn bẩn này, hay là đường ống nước nhà mình ấy nó bị cặn bẩn. Và bây giờ sẽ đổ cái nước bẩn đi này. Đấy, và xả ra đó xem nhé. Đấy, cái lượng nước của nó vẫn mạnh nhá, không bị giảm cái nguồn nước ra đâu. Rồi, đấy vào đây. Đấy, đường nước của nó rất là sạch nhá, sạch trong luôn. Cách lắp đặt thì cũng đơn giản, các bác thì mình mua một cái gen nhựa 21 để về nhé. Đấy, mình lắp vào như thế này để mình kết nối nhé. Đấy, sau rồi mình vặn vào thôi, như vậy ok nhé. Đấy, nó có gen sẵn rồi ạ. Khi cần vệ sinh ấy, thì các bác chỉ việc tháo này ra rồi này. Đấy, đây là lõi lọc, đấy mình sục rửa cho nó sạch nhé, là ok thôi. Các bác nhà mình dùng cái này thì mình sẽ có một nguồn nước trong sạch để đảm bảo cho sức khỏe này, và đảm bảo cho các thiết bị điện nước trong gia đình nhé. Củ lọc này thì em mình vừa bán này và vừa dùng thực tế ở gia đình luôn, thực sự là hiệu quả đấy ạ. Chưa đến 100.000 đâu, bác nào cần dùng thì sản phẩm em để ở góc trái mình đấy ạ. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá, chưa đến 100.000 đâu, giá rất là bình dân thôi mà rất là tốt cho an toàn sức khỏe này, rồi là các thiết bị nhà mình sử dụng nhá. 50k đi bác em cho cái củ lọc nước sinh hoạt nhá, 50.000 một cái. Sản phẩm tiếp theo thì đây em lên luôn cho bác, đó là cái bộ đầu cắt tôn máy khoan. Cái bộ này thì hôm nay em cũng giảm giá cho bác luôn. Đấy, bộ này thì bữa trước đang bán là 150.000, hôm nay em về bác mức giá rất hạt rẻ, dễ mua luôn này. Giảm còn có 100.000 một bộ này. Lên mã cho em sẽ là cái bộ đầu cắt tôn. Đấy, đầu cắt tôn. Đầu cắt tôn chuyên dùng cho máy khoan nhá. Đấy, chuyên dùng cho máy khoan. Về các bác có cái máy khoan pin, máy khoan điện, máy khoan cầm tay, các bác lắp cho em cái đầu này vào để các bác xài, các bác sử dụng nhá. Đấy, nó dùng để chuyên dùng để cắt tôn nhá. Đấy, cắt tôn rất tiện luôn. Cái này chắc là nhiều bác nghe rồi nhưng mà nhiều bác cũng có thể là chưa biết. Đấy, thì đây. Nó sẽ gồm có là một cái đầu này. Đấy, nó có những cái múi này. Đấy, thì về các bác lắp vào thì nó sẽ quay cái múi này nhá. Và nó sẽ cắt và nó sẽ quay kèm cả này nữa, và khi mà nó nghiến vào cái mũi tôn nó sẽ đứt cái mũi tôn nhá. Đấy, rất là ngọt luôn, cắt ngọt lắm, cắt ok lắm. Cái này em bán cực kỳ nhiều, và đi kèm là những cái phụ kiện để các bác lắp đặt vào này. Thì ở đây nó có hướng dẫn cách các bác lắp đặt luôn nhá. Đây có hướng dẫn cách các bác lắp đặt. Nói chung là con này thì cực kỳ dễ dàng lắp đặt và dụng luôn. Về có máy khoan là các bác lắp vào là xài luôn nhá. Giá là bình dân, chỉ có 100.000 một bộ thôi. Đấy, thay những cái con kéo thứ ra, các bác cắt nó rất là vất vả, mất công, các bác mua cho em cái bộ về cắt rất là nhàn, dễ cắt mà dùng rất hay lắm, mà dùng hay lắm, bán cực kỳ nhiều. Con này em bán nhiều lắm, mà đợt này giá nó đang rất tốt rồi, giá chỉ còn có 100.000 bộ thôi. Lên mã cho em sẽ là cái đầu cắt tôn máy khoan 100.000 bộ. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này, cắt cực kỳ ngọt luôn. Đây các bác cùng coi này. Các bác đang có một cái máy khoan mà muốn cắt tôn thì các bác mua ngay bộ chuyển đổi nhé nhá. Đây các bác về gắn vào máy thì rất đơn giản luôn, cắt tôn như cắt giấy luôn, mà giá chỉ hơn 100.000 thôi. Các bác gắn vào máy khoan pin hay máy khoan điện đều ok hết nhé. Đây các bác xem cắt tôn múi này, rất ok luôn. Tôn thẳng thế nhá, cắt rất là ngọt. Các bác cần dùng thì ấn vào giỏ hàng mua ủng hộ em nhá. Các bác nhìn cắt tôn thẳng này. Đó đấy không, cắt rất là ngọt nha. Đấy, cắt tôn múi hay là tôn thẳng cũng rất ok. Các nhìn tôn múi này. Đấy, cắt ngọt cực kỳ luôn. Đấy, cắt ngon lắm. Đấy, chuyên dùng để các bác cắt tôn nhá. Đầu cắt tôn sử dụng cho máy khoan, giá hiện tại em đang bán giá là 100.000 bộ nhá. Tiếp theo thì một cái bộ vít cực kỳ hot, và hôm nay em cũng về hàng và cũng lên báo giá lại cho bác luôn, báo cái giá xả kho bác luôn nhá. Lên mã em sẽ cái bộ vít V38 này, nó sẽ gồm có 38 chi tiết nhá. Bộ vít V38 bữa trước đang bán với bác là 350.000, hôm nay về với bác mức giá giật mình luôn, 260.000 một bộ, và em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. 260.000 một cái bộ vít V38 này. Đấy, sẽ gồm có 38 chi tiết này, gồm có các đầu khẩu từ 5 cho đến 14 này. Đấy, rồi là những cái đầu vít này, cộng này, trừ này, sao này, hoa thị lục giác đầy đủ hết luôn này. Đầu u, đầu tam giác các thứ này. Đấy, rồi là thanh nối dài các thứ này, tay lắc, rồi là
cây tô vít các thứ đầy đủ luôn. Thì đây, một cái bộ này nó chỉ có 260.000 thôi, hiện tại nó giá đang rất tốt, giá bao giá này gần như là giá tốt nhất thị trường luôn. Ở đây trên những cái dãy trên này sẽ gồm có các loại đầu vít này, đầu cộng, đầu trừ, lục giác này, hoa thị này. Đấy, ở đây những cái thanh nối dài thứ này, thanh phụ kiện này. Một cái thanh thì rất hay, đó là cái thanh lò xo. Cái thanh lò xo này thì các bác có thể xoáy những cái vị trí khó để các bác có thể luồn lách cái này vào để các bác bẻ đi, các bác vẫn có thể xoáy được nhá. Đây này, đấy, cái thanh lò xo này rất hay. Rồi bên dưới thì nó sẽ gồm có là một cái phần tay lắc có nhá. Đấy, tay lắc này, tay lắc 1/2. Bộ đây là hàng của Đức nhá, hàng của Đức này. Made in Germany, thấy không? Made in Germany, tay lắc 1/2 có đảo chiều xoáy nhanh bác luôn. Đấy, có đảo chiều xoáy nhanh luôn nhá các bác nhá. Đây. Đấy các bác nghe tiếng tạch tạch các bác biết đảo chiều xoáy nhanh ok rồi. Đấy, rồi ngoài ra là ở đây dãy bên dưới này là những cái đầu khẩu này. Ở đây thì sẽ có là một cái cây tô vít này. Đấy, cũng in chữ Made in Germany luôn này, hàng của Đức rất xịn sò nhá. Con này thì cái cây tô vít các bác có thể bẻ một góc 90 độ này, chéo một góc 45 độ này, thẳng này. Đấy, để các bác xoáy này. Con này cũng có xoáy nhanh đảo chiều luôn nhá. Đấy, con cây tô vít này cũng có xoáy nhanh đảo chiều luôn, rất chắc chắn. Đấy, vừa có tô vít này, vừa có đầu khẩu để các bác xoáy bu lông này, siết bu lông này, quá ok luôn. Mà giá nó bình dân nó chỉ có 260.000 bộ thôi, đựng trong một chiếc hộp rất là đẹp nha. Đấy, khi nào mà dùng xong là các bác lại dắt các chi tiết đây, đậy nó vào cái thì ok. Có phần móc này, các bác có thể móc treo lên tường rất gọn gàng ok. Đấy, và chuẩn chỉ nhá, 38 chi tiết trong một hộp vít nha. Giá thì hiện tại đang gửi bác là 260.000, lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ vít V38 nhá. Đấy, V38 260.000 bộ, bao ship cho bác tại nhà luôn, giá rất tốt. Đây các bác cùng ngắm lại em nó lần nữa này. Con này nói chung là đợt này nó về cái lô này giá nó quá rẻ rồi. Đấy, mà sản phẩm dùng quá chất lượng luôn. Đây, các bác cùng xem này, tay lắc tô vít này, đầu khẩu này, mũi vít này, các thứ các kiểu luôn, đầu lò xo xoáy vị trí khó này, 260k nhá, bao ship tận nhà luôn. Cây kéo may của Nhật này, đấy em báo giá xả kho luôn nhá, báo giá xả kho cái mã này luôn. Bữa trước thì cái cây này đang bán là 180.000, em xả kho bác luôn, giá sẽ mua này, 150.000 một cây nhá, 150.000 một cái cây kéo may 12 inch nhá, coi nhá, kéo may 12 inch, rất chất lượng luôn. Kéo may của Nhật rất xịn sò, sắc bén lắm. Con này cắt cực kỳ sắc luôn, bao sắc bác luôn. Hàng Made in Japan, đấy, kéo may thông số là 12 inch nhá. Của nó thì phần khâu đồng này, đấy, ốc khâu đồng luôn, tay cầm này, đấy, tay cầm có bọc cao su non, chống trơn trượt nhá. Lưỡi kéo thì bao sắc bác luôn, đấy, cái này cắt ngon ngọt lắm. Con này thì về các bác cắt vải thì đúng bà luôn này, có nhìn này, đấy, thấy không? Đấy, thấy không? Đó, lưỡi kéo rất là sắc bén nhá, cắt rất ngọt luôn này. Đó, thấy không? Cắt rất ok. Đó, thì giá hiện tại đang giảm giá xả kho, chỉ còn có 150.000 một cây thôi. Lên mã giúp em sẽ được cái cây kéo may kích thước 12 inch nhá. Đấy, hàng Made in Japan. 150.000 một cây. Sản phẩm xà kho tiếp theo thì đây em lên luôn cho bác, đó là cái bộ khẩu 12 chi tiết của Filter này. Đấy, hàng bãi Nhật cũng rất là xịn. Báo giá bác luôn. Sản phẩm này thì bữa trước đang bán là 190.000. 190.000 thôi, em giảm luôn cho bác, giá chỉ còn có là đi giá sẽ là 160.000 nhá. 160k các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ khẩu. Bộ khẩu 12 chi tiết nhá. Đấy, 12 chi tiết 160.000. Đấy, đang giảm giá giả con có 160.000 bộ thôi. Giá rất tốt mà sản phẩm dùng cực kỳ chất lượng luôn. Hàng của hãng Filter nguyên hộp nha. Đấy, đây, Filter này, toàn hàng hãng thôi chứ không phải hàng chua nổ linh tinh nhá. Đó, từ cách thức đóng gói cho đến sản phẩm rất chất lượng luôn. Đấy, bao dùng bao xài luôn. Những cái con về các bác vặn bu lông, những con này nếu mà nó bị tuyết hay nó bị tòe ra thì em bảo hành với bác luôn. Nếu mà bị tuyết bị tòe bên em đổi bác bộ khác nhá. Đấy, hàng này thì bên em bán vô cùng nhiều rồi, chưa có bác nào kêu bảo là bị những cái đầu bu lông này các bác về vặn nó bị tuyết hay là nó bị tòe ra như nào cả. Đấy, bao sắc bao chất lượng bác luôn. Toàn bộ của nó là bằng chất thép CRV nhá, siêu cứng cáp dây dẫn. Của nó sẽ gồm có là 2, 4, 6, 8, 10 đầu khẩu nhá, 10 cái đầu khẩu, kích cỡ của nó là từ 8 cho đến 12. Đấy, từ 8 đến 12. Và đi kèm là một cái đầu nối dài này, đấy, một cái đầu nối dài và một cái tay lắc nhau nhá. Tay lắc này sẽ có đảo chiều. Đấy, tay lắc sẽ có đảo chiều xoáy nhanh. Đấy, tay lắc đảo chiều xoáy nhanh và cỡ của nó sẽ là cỡ 1/2. Tay cầm có bọc một cái phần nhựa đây để các bác cầm khi mà các bác vặn không bị trơn trượt nhá. Đấy, về các bác xoáy xe cộ này, thiết bị thứ nhà mình rất ok luôn. Đấy. Gồm 8 đầu khẩu nhá, kích cỡ là từ 8 đây, từ 8 này cho đến 24 nhá. Đấy, nó sẽ gồm có 12 chi tiết, từ 8 đến 24 là 8 cái đầu, 10 cái đầu khẩu này, một cái thanh nối dài và một cái tay lắc 1/2. Đấy, thì bộ này bên em đang gửi bác giá chỉ có 160.000 thôi. Hàng của hãng Filter. Đây các bạn nhìn cái phần miệng khẩu của nó này.
nó làm rất là kỹ luôn đấy, cắt CNC laser thứ là nó làm rất đẹp luôn đó, đây quá ok, mà nó chỉ 160.000 thôi, giá nó rất là bình dân mà hàng hàng hãng luôn nhá, hãng filter, bộ khẩu 12 chi tiết nhá, 160.000 bộ. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái bộ đầu chuyển khoan thành cưa này. Đấy, nhà các bác nào mà có cái máy khoan sẵn rồi các bác mua về lắp cái bộ này vào, nó thành một cái máy cưa lọng nhá, máy cưa lọng, máy cưa cầm tay về các bác cắt gỗ này, cắt sắt này, rồi là cắt ống nhựa thứ, cắt rất là đa năng luôn. Đấy, em báo giá luôn nhé, bộ này hôm nay cũng giảm giá luôn, bữa trước đang bán là 120.000, hôm nay em về thì bác mức giá rất dễ mua luôn, 80.000 một cái bộ đầu chuyển khoan thành cưa nhá. Các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái bộ đầu chuyển đổi khoan sang cưa. Đấy, từ máy khoan sang máy cưa nhá. Đấy, về các bác có cái máy khoan điện hoặc là máy khoan pin cũng được, các bác lắp vào là chuyển từ khoan thành cưa luôn, là như tại đang giá đang giảm nhưng có 80.000 thôi. Đấy, 80.000 bộ thôi nhá, giá rất tốt và rất dễ mua luôn. Về thì một bộ nó sẽ gồm có là một cái đầu chuyển này. Đấy, thì về các bác lắp cái đầu này vào cái máy khoan. Đấy, và khi mà các bác lắp máy khoan thì theo cái dạng là cái bộ trong nó sẽ chuyển thành cái đầu cưa lọng này, nó theo dạng tĩnh tiến các bác nhìn này. Đấy, nó sẽ tiến lên lùi lại, gọi là tĩnh tiến nhá. Đấy, thì về các bác lắp cái lưỡi cưa và thì đi kèm ở trong bộ này nó sẽ có ba cái lưỡi cưa của các bác luôn. Đấy, ba cái lưỡi cưa này. Đấy, cưa sắt, cưa gỗ, cưa ống nước các thứ này rất ok. Đấy, thì các bác lấy một trong ba cái lưỡi này, dùng cái lưỡi nào các bác lấy lưỡi đấy, sau đó là các bác đẩy xem cái lẫy này, đấy, đẩy cái lẫy này các bác đút xem cái lưỡi cưa vào. Đấy, đút vào. Đấy, kêu tạch cái là ok. Đấy, là vào nó vào khớp vào ok rồi nhá. Sau đó là các bác lắp xem cái tay cầm này vào, thì khi mà các bác cầm nó dễ này. Đấy, lắp xem cái tay cầm vào để các bác cầm cho dễ. Đấy, sau đó là các bác lắp vào máy khoan, mỗi lần các bác cưa thì các bác cứ thế đó, các bác cưa thôi như kiểu một chiếc cưa lọng nhá. Đấy, theo dạng tĩnh tiến này, các bác nhìn em quay này. Đấy, em quay ở đây thì nó sẽ mô phỏng này. Đấy, còn về thì các bác lắp vào máy khoan thì mình là cưa thôi. Con này cưa ngon lắm, cưa gỗ, cưa sắt các thứ, cưa ống nhựa, ống nước ok luôn. Đầu chuyển đổi khoan này cưa nhá, 80.000 một bộ này. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đây các bác cùng coi. Đây là bộ chuyển đổi máy khoan thành máy cưa lọng. Bác nào nhà có máy khoan mà muốn sử dụng lưỡi cưa lọng cơ thụt thì xem em này nha. Chuyên dùng để cưa ván gỗ, tấm nhựa, đơn giản dễ dàng. Một bộ kèm theo ba lưỡi cưa lọng, bác nào thích mua tại giỏ hàng ạ. Đấy các bác nhìn này. Đấy, về các bác có cái máy khoan. Đấy, các bác lắp vào cái đầu này. Đấy, sau đó các bác bật máy lên là bắt đầu là nó chạy, khởi động là các bác cưa thôi. Cưa rất là ngọt ngào ok luôn. Đó, 80.000 nhá, 80.000. Một cái bộ đầu chuyển khoan hành cưa nhá, 80.000 bộ, giá này hiện tại đang giảm giá rất tốt luôn đấy. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái con đồng hồ vạn năng này, đồng hồ vạn năng. Con này thì hôm nay em cũng giảm giá xả kho bác luôn. Đấy, giảm giá xả kho luôn nhá. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái đồng hồ vạn năng, bao nhiêu đồng hồ vạn năng. Cái này các bác đo được nhiều thứ lắm, đo điện AC DC, thứ đo tụ đo tiếc, đo ngon lành luôn. Đấy, đồng hồ vạn năng. Vạn năng này. Giá của nó sẽ là 170.000. Đấy, bữa trước đang bán là như là hơn 200 đấy, đợt này đang giảm giá bác luôn, chỉ còn có 170.000 một cái thôi. Đấy, 170k. Cái con này là nó hay ở cái sản phẩm này là các bác cứ dí vào là nó đo thôi, dí vào là đo thôi. Đấy, bộ sản phẩm sẽ gồm có là một thân máy này. Đấy, một thân máy nhá, đi kèm là cái đầu kim để các bác dí vào những cái chỗ các bác cần đo và một cái đôi pin. Thì đây, em lấy luôn cái máy em đang xài này. Đấy, cái máy của em đang xài đây thì về các bác lắp đặt vào các bác xài thôi. Đấy, nó sẽ có đi kèm hai cái dây như này. Một cái đôi pin thì các bác lắp đằng sau, sử dụng pin tiểu này. Đấy, và đây là tổng quan về cái con đồng hồ nhá. Đấy, thì về các bác giữ lì cho em này, lắp pin vào các bác giữ lì cho. Đấy, nó sẽ lên. Đấy, chức năng đầu tiên của nó sẽ là đo thông mạch này. Các bác dí vào hai cái với nhau này, nó sẽ là đo thông mạch. Đo thông mạch để các bác kiểm tra dây đứt này. Dây nó còn đứt hay là dây nó còn liền hay dây bị đứt rồi thì các bác dí này. Đấy, dí vào để các bác đo thông mạch. Đấy, rồi là các bác đo điện thì các bác rất là dễ đo thôi. Cái con này ấy, là hay của nó ấy, là các bác cứ dí vào là nó sẽ báo lên màn hình luôn. Các bác không cần phải ví dụ như là những cái con đồng hồ bình thường ấy là các bác cứ phải vặn chỉnh ấy, nó rất là mất công. Nhưng con này là cứ auto luôn, dí vào là nó auto nó báo. Đây em dí cho bác này. Đó, đây ví dụ các bác dí vào điện 220 nhá. Đó, đây con này nó chưa. Đây các bác đợi chút. Đấy, em dí điện 220 nhá, nó lập tức nó nhảy luôn là điện AC 229 V này, này. Đấy, là 230 đấy, là điện lưới Việt Nam mình đấy. Đó đây. Đấy, thấy không? Điện AC là 229 V này này. Đó, nó báo luôn nhá. Đấy, là các bác không cần phải vặn viết, chỉ việc dí vào là nó sẽ lên. Đây ví dụ như em đo cái bình ắc quy 12 V nha em nhá. Đo bình ắc quy 12 V nha em này. Con này là con ắc quy 12 V này. Đây để em dí cho bác coi nhá. Đây em sẽ một dây cầm ở đây.
Đó, là dây em dí đây. Đấy đây không? 11.42V này. Đấy thì nó là cái con này con bình ắc quy 12V này. Đấy, con này hiện tại đang sụt áp còn con mình 1.42V thôi này. Đó, nó sẽ báo luôn nhá. Đấy, báo luôn là điện AC DC đây luôn. Màn hình to rõ ràng hiển thị ok luôn nhá. Đây, đo cho bác một cái nữa luôn này. Đo cho bác cái này là cái viên pin 9V này, đo luôn cho bác nhá. Đấy, đo luôn này, dí vào cắm vào. Các bác cứ cắm vào cho nó luôn. Cứ cắm vào là các bác đo không cần phải ấy đi. Đây, 10.14V nó báo luôn nhá, báo luôn. Đấy, báo luôn là điện DC AC thứ báo luôn nhá. Là nó rất là thông minh, là các bác không cần phải là tinh chỉnh hay là xoáy nút các thứ vặn nút gì. Cái này là dùng cho những người mà không biết gì cũng có thể đo điện luôn. Đấy, dùng cho những người mà không biết gì cũng có thể đo điện luôn. Đấy, thế mới hay. Đấy, nó gọi là cái đồng hồ đo vạn năng dành cho những người không phải là dân chuyên hay là gọi là những bác là thích mày mò thôi. Đấy, thích mày mò hoặc là đo để biết thôi là dùng con này là quá ok, hoặc là xài gia đình các thứ con này cũng quá ok rồi. Thoải mái, hoặc anh em thợ thuyền điện dân dụng các thứ xài này cũng quá ok luôn. Đấy, giá của nó sẽ là đi 170.000 nhá. Giá này đang được giảm giá lắm nhá, đang được giảm giá được có 170.000 thôi. Đồng hồ đo vạn năng, đo tất cả mọi thứ luôn, không cần phải tinh chỉnh gì nhiều. Chỉ việc là bật máy lên và các bác dí vào là nó sẽ đo, tự động nó báo luôn về cái màn hình luôn. Đấy, tự động báo luôn nhá. 170.000 cái đồng hồ vạn năng ạ. Sản phẩm tiếp theo thì ở đây em lên luôn cho bác, đó là cái mã hàng, đó là cái cây bơm tẩu 12V. Các bác có lên mã giúp em sẽ là cái bơm tẩu 12V này. Bơm này thì hôm nay em cũng báo cái giá tốt cho bác luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái bơm tẩu nhá, bơm tẩu 12V. Con này sử dụng nguồn là nguồn 12V nhá. Bữa trước thì con này đang bán hình như là 220, hôm nay em về đây bác mức giá rất dễ mua luôn, 180.000 coi nhá, 180.000 một con bơm tẩu 12V nha. Thiết kế rất đẹp chắc chắn nhá. Hàng này là hàng thanh lý của công ty Toyota. Đây, Toyota, hàng made in Japan. Đó, rất xịn sò. Sản phẩm thì sẽ gồm có là dây nguồn này, cắm trực tiếp vào cái đầu tẩu ở trên ô tô. Đó, đầu tẩu đầu trên ô tô là các bác xài nhá. Còn đây là cái dây bơm ra. Đấy, dây bơm ra bọc dù rất chắc chắn, có phần đồng hồ đo cân ký ok luôn. Đấy, và đây bên hông này sẽ có là một cái công tắc này, công tắc bật tắt bơm, và đây là cái công tắc để các bác bật đèn. Ở đây bên hông nó có một cái đèn này. Đấy, thì cái con này thì chuyên dùng ở trên xe ô tô nhau nhá. Đấy, ví dụ xe ô tô các bác hay để một con dự phòng, nhiều khi ví dụ các bác chẳng hạn hay có tình trạng là xịt lốp. Đấy, xịt lốp thì các bác lấy con này, các bác cắm trực tiếp vào cái tẩu trên ô tô, sau đó các bác lôi ra, các bác bơm cho bánh ô tô nhà mình là quá ok luôn. Đấy, thì đấy là đối với các bác dùng ô tô. Còn nếu các bác nào mà muốn dùng ở gia đình nhà mình thì các bác mua thêm cho em một cái con đầu tẩu cái như này. Cái con này nó là cái con giả lập ở trên cái đầu tẩu cái của ô tô ấy. Bình thường là các bác về các bác cũng vẫn có thể chế cháo cái đầu này ra được này. Đấy, nhưng mà chế cháo thì nó không còn zin, không còn nguyên bản nữa. Đấy, mà nó hơi lằng nhằng, thì các bác mua cho em cái đầu này về. Nó là cái đầu tẩu cái nhá, các bác cứ lên mã cho em sẽ là đầu tẩu cái. Đấy, vì nó lõm này gọi là đầu tẩu cái, còn cái đầu là đầu đực này. Đấy, thì hai con nó sẽ cắm với nhau, đực cái gặp nhau này. Đấy, khớp vào nhau. Và cái phần còn lại này các bác kẹp trực tiếp vào cái bình ắc quy nhà mình để các bác xài ở gia đình nhá. Đấy, cái này là các bác xài ở gia đình nhà mình, không cần phải cắm ô tô. Cái này các bác cứ kẹp trực tiếp vào ắc quy này, sau đó các bác cắm cái con bơm vào đây. Đấy là các bác xài thôi, có thế thôi nhá. Đấy là phương án dùng cho gia đình. Thì nếu mà phương án dùng cho gia đình thì các bác mua cho em thêm cái đầu tẩu cái nữa, thì bên em đang bán thêm cho bác một cái đầu tẩu cái để các bác nào xài cho bình ắc quy ấy, thì các bác thêm giúp em là 40.000 cho một cái đầu tẩu cái nha, 40k. Lên mã giúp cho em sẽ là cái đầu tẩu cái nhá. Đấy, đầu tẩu cái để xài cho ắc quy. Giá của nó sẽ là 40.000 một cái đầu tẩu cái này. Còn cái con bơm thì bên em đang gửi bác giá là 180.000, hiện tại đang được giảm giá đấy. Con này thì phần thông số công suất này. DC sử dụng điện là điện DC 12V nhá, công suất của nó sẽ là 120W này, max 10A. Đấy. Công suất là 30 lít trên 1 phút nhá. Bơm khỏe lắm, con này bơm khỏe cực kỳ, bơm rất là nhanh luôn. Bơm xe đạp, xe máy, ô tô các thứ cho em ngon này, thì đây em sẽ test cho bác coi luôn. Thì về con này các bác dùng cái đầu tẩu cái, các bác kẹp cho em vào cái cực dương này. Đấy, màu đỏ này, còn lại là cực màu đen là cực âm này. Đấy, các bác kẹp vào nhá. Đấy, sau khi mà kẹp xong rồi thì các bác cắm cho em con bơm này vào. Đấy, cắm vào. Đấy, đây nó sẽ lên đèn luôn đây này. Đấy, còn nếu các bác muốn tắt cái đèn đi, các bác bấm cho em nút bên hông, nó sẽ tắt đèn đi nhá. Bật này, tắt này, bật này, tắt này, bật này, tắt. Đấy là cái nút đèn, còn đây là cái nút công tắc khởi động máy này. Đó, bật lên này. Đó, bật lên này. Đó, lúc nào dùng các bác bật lên. Đó, bơm xong các bác tắt đi. Có công tắc ngon này luôn, và có cái phần đồng hồ đo cân nặng đầy đủ để các bác theo dõi xem áp suất lốp các thứ. Rồi
Đây em sẽ bật máy và em bịt cái tay để cho các bác nhìn cái đồng hồ nó chạy này. Đó, thấy không? Đó. Con này lượng hơi nó ra khỏe lắm, nên các bác nhìn cái đồng hồ đẩy lên rất là nhanh này. Đó, có thấy không? Cái lượng hơi ra rất khỏe, ra rất đều luôn. Đấy, hàng của Toyota thì các bác yên tâm về chất lượng rồi, rất chất lượng luôn nhá. Bơm tẩu sử dụng nguồn làm nguồn 12V. Giá của nó sẽ là 180.000 một cái bơm tẩu 12V nha. Đấy, hàng thanh lý cửa hàng rất chất lượng, hàng thanh lý công ty. Còn nếu mà muốn mua thêm cái tẩu cái để về các bác xài ắc quy thì bên em đang bán cái tẩu cái này là 40.000 một cái nha, 40.000 một cái. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái kẹp chuột, bẫy chuột thông minh nha. Đấy, em báo giá luôn, bên em đang gửi bác giá sẽ là 15.000 nhá. Nhà bác nào nhiều chuột mua cái bẫy này về rất nhạy luôn. Đấy, 15k nhá. 15k một cái bẫy chuột nha. Các bác lấy 10 chiếc thì bên em là giá sẽ là 150.000, bao ship cho bác luôn. Cứ lấy 10 chiếc là được bao ship, còn các bác mua lẻ một chiếc là 15.000. Chất liệu của nó toàn bộ bằng nhựa này và có phần lò xo bằng thép nhá. Lò xo này nó đẩy cực kỳ căng và rất là khỏe luôn. Đây em sẽ hướng dẫn các bác cách dùng luôn này. Thì về các bác dùng hai tay này, hai ngón tay các bác lấy đây và bên dưới các bác đỡ bàn tay này. Các bác ấn mạnh xem. Đấy, nó khớp vào lẫy cái thế là xong. Đấy, các bác không dùng như những cái dòng bẫy chuột truyền thống rất là nguy hiểm, nhưng con này dùng nó rất là nhàn. Các bác chỉ việc ấn mạnh một cái là nó sẽ khớp vào, là cứ thế này. Các bác bỏ mồi bên trong này. Đấy, và các bác để vào những cái chỗ nào chuột nó hay đi lại này, rồi ví dụ như là những cái chỗ mà đầu hang các thứ rồi các bác bỏ vào. Đấy, rất ok. Đây em sẽ test bác con này. Con này dí nhẹ cái sập luôn này. Đấy, thấy không? Rất rất nhẹ nhá. Đây. Test lại bác phát nữa này. Đấy, dí nhẹ cái là sập luôn nhá. Dí nhẹ cái sập luôn này. Đấy, rất nhạy luôn. Đó, nhạy lắm. Nói chung là chuột chỉ có chạm nhẹ vào cái phần miệng này này. Đấy, chạm nhẹ vào phần miệng cái là sập ngay nhá. Đấy, mà đây cái này em lấy tờ giấy rất là nhẹ, nhưng còn chuột, chân chuột là vào nó rất là nặng luôn, là vào cái là sập ngay. 15k nhá. Đấy, 15.000 một cái bẫy chuột nha. Còn các bác lấy lẻ lấy 10 chiếc. Đấy, 10 chiếc là 150.000, bao ship cho bác luôn. Còn lấy lẻ một cái là 15k. Rồi một cái sản phẩm rất là hay ho này mà lâu lâu quay cho bác này, đó là cái bộ kẹp nóng nhá. Các bác cứ lên mã cho em sẽ cái bộ dụng cụ kẹp gấp nóng nhà bếp này. Em báo giá luôn. Bộ này bên em gửi bác giá rất bình dân thôi. 40.000 các bác sở hữu cho em bộ này luôn. Đấy, 40.000 một bộ nhá. Bộ này về những cái đồ ăn thức uống nhà mình. Đấy, đặc biệt là những cái món mà các bác hấp cách thủy ấy. Đấy, mà các bác để cả những cái bát, những cái đĩa ở bên trong lò vi sóng này hoặc là ở trong những cái nồi hấp này nó rất là nóng. Đấy, thì các bác mua trong cái bộ này về để các bác sử dụng nhá. Rất là hay luôn. Đây, nó sẽ gồm có là một cái kẹp như này. Đấy, một cái kẹp này thì các bác ví dụ các bác có một cái đây, ví dụ các bác có một cái đĩa thức ăn này này, các bác muốn kẹp vào. Đấy thì các bác kẹp vào. Đấy, và các bác nhấc nó lên nhá. Đấy, các bác nhấc nó lên này rất ok luôn. Đấy, rồi là một cái kẹp tay nữa. Đấy, ví dụ các bác có những cái đĩa đồ ăn, bát đồ ăn, các bác kẹp nó vào, các bác nhấc nó ra. Nhấc nó ra khỏi những cái xoong mà hiện tại đang rất là nóng. Bình thường là các bác không thể dùng tay. Các bác cho tay vào các bác cầm trực tiếp được thì các bác mua trong cái bộ này về. Đấy, rất tiện dụng luôn nhá. Đây một bộ đây. Đó, rất nhiều chi tiết luôn. Cả đây này. Đây là cả cái miếng lót tay này, cái này là cái miếng lót tay nhá. Đó, đây em lấy cho bác coi, cái miếng lót tay. Cái này là ví dụ những cái xoong nóng như thế nào là các bác lấy cái này. Đấy, để các bác kẹp nó vào. Kẹp nó vào để các bác lót tay nha. Đây, kẹp nó vào đây. Đấy, cho vào hai cái ngón tay các bác kẹp này. Đấy, kẹp nó vào để các bác bắt những cái đồ xoong nóng ra, hoặc là ví dụ như các bác luộc trứng. Con này cũng rất hay luộc trứng các thứ này. Các bác lấy cái này các bác cặp luôn cái quả trứng và các bác cầm trứng ra luôn cũng được luôn. Đấy, rất ok. Rồi là ở đây nó còn một cái chi tiết nữa này. Cái này gồm 3-4 món cơ. Cái này là cái lót đế, lót nồi. Đấy, ví dụ như nhà các bác mà hay có những cái bàn bếp các thứ này mình, hoặc là những cái chỗ bàn ăn mà nó hay mặt kính, bình thường các bác để những cái nồi lên là rất hay dễ bị vỡ. Đấy, thì các bác giả cho cái này lên. Ở đây nó có những cái gai silicone chống trơn trượt này. Đấy, thì đây một bộ này là gồm 4 món này luôn. Đấy, mà giá thì cũng chỉ có 40.000 thôi, sử dụng nhà bếp cực kỳ là ok luôn. Đấy, lên mã em sẽ cái bộ kẹp nóng nhá, bộ kẹp nóng nhá, sử dụng nhà bếp nhá. 40.000 nhá, 40.000 một cái bộ kẹp nóng nhà bếp nhá. Đây các bác cùng xem cái thực tế cái video về sản phẩm này. Đây các bác cùng coi này. Bạn đã có bộ dụng cụ kẹp đồ nóng như này chưa? Nó sẽ là trợ thủ đắc lực trong việc nấu ăn của bạn đấy. Có thể sử dụng loại dụng cụ nào cũng nhấc nó lên được. Giờ đây bạn không còn lo bị bỏng tay khi nấu nướng nữa rồi nhé. Bạn đã có bộ dụng cụ kẹp. Thực tế về sản phẩm của anh nhìn này. Đấy, bình thường là những cái đĩa ở trong nồi hấp này, quả trứng nó rất là nóng này. Đấy thì các bác sẽ dùng cho em những cái bộ kẹp các thứ này. Các bác gấp nó ra một cách dễ dàng, không cần phải đụng tay vào luôn mà không thấy một tí nóng luôn.
rất là hay nhá. Đó đấy, bình thường các bác cứ hay về những cái khăn kia các thứ các bác dí vào rất là bất tiện nhá. Đấy, thì các bác mua cho bộ này về, nói chung là dùng nhà bếp bộ này thì quá là hợp lý luôn, mà giá nó bình dân nó chỉ có 40.000 thôi. Đấy, tội gì các bác không mua sắm một cái bộ đồ bếp sản phẩm thông minh và hữu ích này để mua về dùng gia đình rất là hợp lý rồi. 40k một bộ kẹp gắp nóng nhá. Đấy, 40k một bộ. Sản phẩm tiếp theo là một cái sản phẩm về gia đình cũng rất là hợp lý này. Đấy, lên mã cho em sẽ là cái bộ sạc pin tiểu nhá. Đấy, bộ sạc pin tiểu. Em báo giá luôn, một bộ này thì bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là đi 70.000 nhá, 70.000. Đấy, một bộ này sẽ bao gồm là một sạc và 4 viên pin. Đấy, 70k nhá, 70k. Bộ sạc pin tiểu nhá. Đấy, bộ sạc pin tiểu. Là một bộ này là gồm có một cái máy sạc này, đây một máy sạc, một sạc này là một lúc sạc được là 4 viên pin, 4 viên pin, và nó có thể sạc được hai loại pin, đó là pin 2 chữ A và pin 3 chữ A nhá các bác nhá. Đấy, những cái pin phổ thông các bác dùng để điều khiển các thứ này, dùng cho điều khiển ô tô đồ chơi thứ, dùng rất là nhiều những cái hai luôn. Các bác mua cho em cái bộ này về thì đây một bộ nó sẽ như này, là một bộ sạc và đi kèm là 4 viên pin nhá, 4 viên pin. Đấy, thì một bộ sạc này bên em đang gửi các bác giá sẽ là 70.000 nhé, 70.000. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ sạc pin tiểu nhé, bộ sạc pin tiểu giá của nó sẽ là đi 70.000 các bác nhé, 70.000. Đấy, đấy là đi kèm cả pin rồi. Đấy, là pin này của nó sẽ là pin 2 chữ A này, dung lượng là 700 mAh, công suất là 1.2V nhé. Đấy, thì về các bác lắp vào đây là các bác sạc thôi, một bộ này là 70.000. Ngoài ra thì bên em có bán kèm thêm pin, nếu mà các bác muốn mua thêm pin thì bên em đang bán lẻ một vỉ pin như này, một vỉ pin 2 chữ A như này, 2 chữ A này, giá của nó sẽ là 30.000 một vỉ nhá, chỉ có 30.000 thôi, giá nó rất là hạt rẻ bình dân, 30.000. Đấy, 30k một cái vỉ pin mua thêm như này các bác nhá, 30k. Còn nếu mà các bác nhiều bác muốn hỏi là có cái pin nhỏ hơn không, đó là cái pin 3 chữ A các bác nhá, 3 chữ A thì nó sẽ là pin nhỏ hơn đây, 3 chữ A này, đấy, A này, đấy, 600 mAh. Pin này thì bên em cũng bán đồng giá cùng với pin kia luôn, cũng là 30.000 nhá, cũng là 30k luôn. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là mua thêm một vỉ pin 3 chữ A. Đấy thì một vỉ này bên em đang bán cho bác là 30.000. Đây em sẽ so sánh với bác này, so sánh hai loại pin này. Đấy, pin này là pin 3 chữ A này, nó sẽ nhỏ hơn. Đấy, còn cái pin 2 chữ A thì nó sẽ là to hơn. Nhiều bác hay gọi là cái pin này là pin trung này, còn cái pin này là pin tiểu này, cực tiểu này. Đấy thì đây thì em bên em hay phân biệt là bằng chữ nhá. Đấy, là cái loại một loại là nhỏ nhỏ nhất đấy, là bên em đang bán là 3 chữ A này này. Đấy, 3 chữ A này của nó sẽ là đây này, 3 chữ A là nhỏ nhất này, còn cái loại vừa vừa thì là 2 chữ A, đây 2 chữ A này. Đó, 2 chữ A nhá. Đấy thì nó sẽ là to vừa, thì bán đồng giá cho bác là 30.000 một vỉ nha. Là cứ mua thêm là 30.000 một vỉ, còn bên em bán một bộ sạc nha là 70.000 nhá. Một bộ sạc là bao gồm là một sạc và 4 viên pin là 70.000. Đấy, đấy là cái về cái bộ sạc pin tiểu đấy các nhá. Cái này về cứ cắm trực tiếp vào điện 220 cho em là các bác xài thôi. Xả kho luôn các bác, đó là cái cọ vệ sinh con vịt này, cọ vệ sinh các bác chuyên dùng để cọ vệ sinh toilet các thứ nhá, rất tiện dụng luôn. Đấy, thì em báo cái giá thanh lý hôm nay luôn. Đó đi. Bữa trước bên em đang bán giá sản phẩm này đang bán là 90.000. Hôm nay em còn ít em thanh lý xả luôn bác, giá chỉ còn có 50.000 thôi. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cọ vệ sinh nhá, cọ toilet hoặc là cọ VC hình con vịt. Đó, giá của nó đang xả các bác là chỉ có 50.000 một cái thôi, 50.000. Cái này về rất là hay. Đấy, về các bác dùng để cọ, chuyên dùng cọ nhà tắm đấy, cái này nó có hướng dẫn lắp đặt này. Thì khi mà gửi tay bác thì nó sẽ tháo rời ra, thì về các bác lắp vào là xài thôi. Đấy, con này dễ dễ lắp cực mà. Đấy. Ấn em cái đầu này vào này. Đó, kêu cái tạch cái là vào. Đó thì đây là cái cây cọ chính, còn đây là cái này là cái giá đỡ nhá, cái giá đỡ. Cái con này thiết kế cả cái giá đỡ. Rất là hay. Đấy. Lắp cái chân con vịt vào này. Đấy. Và đi kèm là nó có một cái miếng dính đằng sau. Cái sản phẩm này rất là hay là các bác đi kèm là nó có một cái miếng như này, là về các bóc cho miếng ra, dắt vào đây và các bác dính nó lên tường, và lúc nào mà các bác dùng xong là các bác để luôn đây cho em. Đó, để ở đây là nó sẽ khớp vào, nhìn nó sẽ che đi, nhìn nó rất là thẩm mỹ nhá, thì nó đỡ kiểu là nó đỡ thô. Đấy, các bác cho đây, mà ví dụ các bác dính lên tường thì nó rất là tiết kiệm diện tích nhá, nó không bị bình thường là các bác hay để xuống đất các thứ, giờ nó rất là hay bừa bộn. Đấy, nhưng khi mà các bác dán lên tường, sau đó các bác để cái này vào là nhìn nó rất là gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp này. Đấy, nhìn vào cái nhà vệ sinh nhìn thấy rất là đẹp, sạch sẽ rồi. Đấy, và đây là cái cây chổi chính này, nó sẽ có một cái đầu silicon nó dẻo dẻo này. Đấy, có những cái gai để các bác cọ này, và một cái đầu bàn chải nhá, một cái đầu bàn chải để các bác cọ rửa rất ok luôn. Đấy thì đây, chọn một cái bộ này, giá của nó sẽ là đi em đang xả kho, giá của nó sẽ là 50.000. Đấy là một chổi và một cái giá đỡ đi kèm, về các bác bóc cái miếng dính này ra, các bác dính lên tường các bác cho lên, và khi nào dùng xong các bác bỏ vào
đấy là sẽ đậy kín với nhà, ok. Đấy, một bộ này là 50.000 nhá. Lên mã cho em sẽ là cái cây chổi cọ vệ sinh con vịt. Đấy, cây chổi cọ vệ sinh cọ V cấp C con vịt, giá của nó sẽ là đi 50k đấy. Các bác cùng xem cái video thực tế về sản phẩm này. Cái này ok lắm. Chiếc cọ toilet được thiết kế thông minh có thể cọ sạch từng ngóc ngách của bồn cầu. Tại sao không? Chính là chiếc cọ toilet hình vịt này đây, được tích hợp hai đầu cọ linh hoạt. Một đầu cọ dẹt silicone dẻo có thể uốn cong để làm sạch các góc chết. Một đầu cọ mềm dễ dàng làm sạch bụi bẩn và vi khuẩn trên bề mặt, lại không hề gây sức men bồn cầu. Đi kèm là chiếc hộp để cọ treo tường. Sẽ luôn được giữ sạch sẽ và khô ráo, không gian nhà tắm cũng gọn gàng hơn hẳn nữa. Đó, mọi người nhìn xem, cọ bồn cầu vô cùng linh hoạt và dễ dàng luôn. Sản phẩm mình để trong giỏ hàng, mọi người bấm vào tham khảo nha. Đấy, hiện tại đang được giảm giá rất tốt luôn, đang được giảm giá xả kho, giá chỉ còn có 50.000 một cái thôi. Lên mã em sẽ là cái cây cọ vệ sinh hình con vịt của nhá. Sản phẩm tiếp theo thì đây em lên luôn cho bác, đó là cái túi thuốc diệt rong rêu nhá. Nhà bác nào mà sân sướng hiện tại đang rất nhiều rong rêu, mà đặc biệt là đang cái mùa mưa này, rong rêu nó ra sân ra sướng rất là nhiều. Đấy, rồi ví dụ như là trẻ em này, người già này, các thứ này đi lại rất là nhiều, mà chẳng may là có trượt cái mà dập bông cái thứ xuống là rất là nguy hiểm nhá. Đấy, thì các bác mua trong cái thuốc diệt rong này về thì một túi này là 500g, mà trên này là nó có hướng dẫn sử dụng luôn. Đấy, pha 500g với 5 lít nước các thứ này. Đấy, các bác đổ ra, sau đó các bác dùng cái những cái cây chổi rễ thứ gì các bác gì các bác quét cho nó thấm cái thuốc này vào là nó sẽ để một lúc, sau đó các bác xả nước là nó sẽ bong hết những cái chân rêu chân rong đi. Đấy, nó không bị trơn trượt nhé, và rất là sạch sẽ, đặc biệt là những cái nền bê tông thứ gì, những cái nền rong rêu rất là sạch luôn. Một túi là 500g nhưng em báo giá luôn, lên mã cho em sẽ là cái túi thiệt thuốc diệt rong rêu 500g, giá của nó sẽ là đi 40.000 nhá, 40.000 cho một cái túi thuốc diệt rong rêu này. Đấy, 40.000 một túi thôi. Đây các bác cùng xem một cái video thực tế test sản phẩm này, rất là sạch luôn đấy nha. Đây. Đấy. Một tuần nay là miền Nam mưa liên tục, không thấy ánh nắng mặt trời đâu luôn các bạn. Và cái thời điểm này rất là thuận lợi cho rong rêu phát triển. Nhà bạn nào mà có nền bê tông á là rong rêu nó phát triển cực kỳ nhanh luôn. Đi đâu cũng thấy rêu. Nhà mà có thêm người già rồi là trẻ em hay bà bầu á, đi ở trên những cái nền rong rêu như thế này trơn trượt rất là nguy hiểm. Cái bịch tẩy rong rêu này mình mua được ở trên TikTok và bây giờ mình sẽ thử ở trên cái nền sân này luôn nhé. Đấy, có thấy không? Đấy, sau khi mà rắc cái bột này lên và các bác quét qua quét lại này thì khoảng để 30 phút sau là nó rất là sạch luôn này. Chưa dùng này. Rong rêu còn nguyên nha. Đấy, cái chỗ cái chỗ okay này tẩy rồi mà rất là sạch luôn này. Đấy, có thấy không? Sau khi mà tẩy xong nhìn nó sáng sáng bong luôn này. Đấy, không còn rong rêu thứ nhá, không có hiện tượng trượt trượt nhá, rất là sạch sẽ ok luôn. Đấy, mua 1-2 gói này về các bác tẩy cả sân nhà mình luôn. 40.000 một cái túi thuốc diệt rong rêu được không nhá. Sản phẩm tiếp theo thì đây em lên luôn cho bác mang, đó là cái lọ bột thông cống này. Đấy, về các bác nào mà những cái cống nhà mình hiện tại đang tắc này, đang chảy chậm này. Đấy, rồi ví dụ là lâu ngày các bác dùng. Đấy, đặc biệt là những cái dầu mỡ đứa giờ nó động cặn và nó két vào. Đấy, cống nước thứ chảy rất là chậm. Đấy, có hiện tượng tắc thì các bác mua cho em cái lọ này về nhá. Các bác cứ đổ trực tiếp vào cái cống nhà mình, sau đó là các bác đổ cho em thêm ít nước sôi vào để nó tăng cái phản ứng hóa học lên. Đấy, nó là dạng bột nhá, nó dạng bột. Đấy, về các bác cứ đổ trực tiếp cái bột này vào trong cái cống nhà mình, đổ cho em thêm ít nước sôi vào là nó sẽ tăng phản ứng hóa học, nên nó sẽ thông tác được những hiện tượng là chảy chậm nước này, rồi là tắc cống có thứ nhà mình rất ok luôn. Đấy, thông tắc cống này, khử mùi này, diệt khuẩn này rất ok. Em báo giá luôn nhá, một cái lọ thuốc bột thông cống nha, thì em đang gửi bác giá của nó sẽ là 20k nhá, 20k thôi. Đấy, 20.000 một cái lọ bột thông cống này. Đây các bác cùng xem cái video về sản phẩm này, cái này dùng rất ok, cái này em bán rất là nhiều này. Đây, nghĩ đơn giản là Tết nhất đến nơi rồi mà cái bồn rửa bát nhà mình nó bị tắc thế này đấy. Mấy ngày rồi mà không hết tắc, bát đũa ăn xong không dám rửa luôn. Nhưng mà tìm hiểu thì thấy có cái bột thông tắc này, mua về thử nghiệm và review luôn cho cả nhà xem nhá. Nó này trước khi đổ bột vào thì phải cho ít nước các bạn nhá. Có nước thì nó mới phản ứng hóa học được, kiểu như là nó phân hủy những cái chất cặn bã ở dưới đấy. Bây giờ tiến hành đổ bột vào xem thế nào nhé. Thời gian đổ bột thì mình nghĩ là cứ đổ vào buổi tối xong rồi ngâm cả đêm rồi sáng ra nó sẽ hiệu quả hơn. Mới đổ mà xả nước luôn là sẽ không được đâu các bạn nhá. Đổ được một lúc thì nó phản ứng hóa học nó sủi bọt lên rất nhiều. Đây là quá trình nó phân hủy những cái chất cặn bã để cho nó mịn ra và thông cống nha. Quan sát thì một lúc sau mình đã thấy cái bột nó bị thụt xuống, chứng tỏ đã thông được một phần rồi. Nhưng tốt nhất mình cứ để qua đêm cho chắc ăn các bạn nha. Sản phẩm này mình thấy ổn đấy, các bạn tham khảo nhá. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá, em báo giá luôn 20.000 nhá, 20.000 một cái lọ bột thông cống nhá, 20k.
Một cái sản phẩm rất là hay để về cho các bác nào chuyên sử dụng máy giặt này, đó là cái quả bóng giặt ma thuật nhá. Đấy, cái này thì hay gọi là cái quả bóng giặt ma thuật, thì bên em sẽ bán nó combo là một lúc là 10 quả một các nhá, 10 quả một thì sẽ bán theo combo là 10 quả một, 10 quả thì bên em sẽ gửi bác giá sẽ là đi 30.000 nhá, 30.000. Các bác cứ lên mã giúp nhau sẽ là cái combo quả bóng giặt. Đấy, combo 10 quả bóng giặt này. Đấy, 10 quả bóng giặt giá của nó sẽ là 30.000 nhá. 30.000 một cái combo 10 quả nha. Đấy, bán một lúc là 10 quả luôn. Về các bác sử dụng nhá. Cái này về dùng hai lắp. Đặc biệt là cho các bác dùng máy giặt nhá. Cửa ngang, cửa đứng đều lực luôn. Các bác giặt quần áo là hay cái tình trạng là quần áo là nó cứ rối với nhau, và thứ hai là nó không sạch. Đấy thì các bác mua cho em cái quả bóng giặt ma thuật này về. Chất liệu của nó là bằng silicone nhá, và nó có những cái múi như này. Đấy, những cái múi như này là khi vào trong lồng giặt nó sẽ tác động cùng với quần áo thì nó sẽ va chạm với cái quả bóng này. Đấy, và nó sẽ làm sạch quần áo, và thứ hai là khi mà các bác lấy quần áo ra nó không bị rối nhá. Thì những cái viên này nó sẽ làm chống rối quần áo nhá. Đấy, quần áo sẽ phẳng đẹp hơn. Thứ hai là quần áo sẽ sạch hơn. Đấy, giúp quần áo sạch hơn. Nói chung nó gọi là cái quả bóng giặt ma thuật. Cái này dùng rất là hay. Đấy, bán một lúc là 10 quả luôn. Bán một lúc là 10 quả với giá sẽ là 30.000 cho 10 quả bóng giặt ma thuật nhá. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là combo 10 quả bóng giặt ma thuật, giá sẽ là 30.000 nhá, 30.000. Đây các bác cùng xem cái video về sản phẩm này, cái này dùng hay lắm. Đây. Các bác cùng coi này. Các bạn nên thử của bóng giặt này. Đặt một ít trước khi giặt, bạn không còn phải lo lắng quần áo bị bườm víu nữa. Chất liệu silicon không làm hỏng quần áo, điều quan trọng là tăng ma sát. Wow, bộ quần áo này mềm như giặt bằng tay vậy, có thể dùng trong 10 năm, rất tiết kiệm và rẻ phải không nào? Mua ngay ở giỏ hàng nhé. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, mỗi lần mà các bác giặt quần áo các bác cứ thả tất vào cho em. Đấy, khi mà giặt xong là các bác cứ lấy quần áo ra, còn cái này các bác cứ để lại trong máy giặt nữa, không vấn đề gì cả nhá. Lần sau các bác lại cho quần áo vào, và cái này lúc nào nó cũng trong máy giặt này. Chống rối quần áo này, giúp quần áo sạch hơn, thơm hơn. Giá của nó sẽ là 30.000 một combo 10 quả nhá. Rồi tiếp theo thì ở đây lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái set bao tay lao động này, set bao tay lao động 12 đôi và có bán lẻ cho bác luôn. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái set bao tay lao động nhá. Một lỗ là 12 đôi nhá, một lỗ là 12 đôi và bên em sẽ có bán lẻ và bán theo combo. Đấy, nếu mà các bác mua theo lỗ thì một lỗ là 12 đôi. Đấy, một lỗ bao tay lao động này. Lao động một lỗ là 12 đôi, giá của nó sẽ là 70.000. Đấy, còn nếu mà các bác lấy lẻ một đôi, giá của nó sẽ là 10.000 nhá. Lấy lẻ một đôi là 10.000, còn các bác mua theo một combo một set 12 đôi là 70.000 nhá. Đây. Một set của nó đây, một set này là 12 đôi này, là nguyên bịch này luôn, là 12 đôi. Về các bác dùng chuyên dùng để lao động này. Đấy, các bác phụ vữa này, sách vữa, rồi là các bác phụ hồ, rồi các bác làm thợ xây, các bác làm vườn, làm tược, làm những công việc tay chân, dùng con này rất ok luôn. Đấy, ở đây nó có những cái gai bằng cao su ma sát rất tốt này. Đấy, thì các bác đi vào, con này nó dạng co giãn 4 chiều nhá, nên là các bác tay to tay nhỏ đi hết luôn. Đấy, như tay em nó khá là to, đi cũng rất là vừa luôn này. Đấy, tay to tay nhỏ đi hết luôn nhá. Đây. Đấy, tay to tay nhỏ đi hết luôn này. Đó, nó là dạng freestyle, nó co giãn 4 chiều nên các bác đi thoải mái nhá, và đi vào nó rất là ôm tay. Nó những gai cao su. Đấy, ma sát các bác cầm lắm không lo trơn trượt, hoặc các bác có thể là dùng cái con bao tay các bác lái xe lái cộ cũng thoải mái luôn. Đó. Một set bao tay lao động như này có nhá. Là 12 đôi, giá của nó sẽ là 70.000 nhá, 70.000 là một set là 12 đôi. Còn các bác muốn mua lẻ một đôi một, đấy, mua lẻ một đôi một nha, thì bên em đang bán lẻ một đôi bao tay lao động như là 10.000. Các bác lấy lẻ ba đôi tính tiền bấy đôi. Còn các bác lấy cả set là 12 đôi, giá là 70.000. Nếu mà các bác có nhu cầu dùng nhiều thì theo em các bác cứ nên mua cả một set này, về dùng được lâu mà nó giá nó rẻ. Mua cả set này là 70.000 thôi, 12 đôi luôn. Đấy, giá nó quá rẻ bình dân nhá. Đấy, bao tay lao động nhá. Sản phẩm tiếp theo thì đây em lên luôn cho bác, đó là cái con lưỡi cắt cỏ xoắn thép này. Đấy, con này thì lâu lâu quay bác vẫn còn hàng để phụ bác nhá. Về bác chuyên cho bác nào mà hay cắt cỏ, cắt tiếp các thứ là dùng con này cho em rất ok. Đấy, thiết kế nó là dạng những cái sợi thép nhỏ này nó xoắn vào thành một cái sợi to. Đấy, để về các bác cắt cỏ. Đấy, cắt cỏ và đặc biệt là những cái vị trí ví dụ như là những cái chỗ mà đất tiếp các thứ là nó nhiều đá gạch các thứ, là bình thường là các bác cắt những cái lưỡi kia nó rất là nguy hiểm, như con này nó chui rúc vào không lon bị nguy hiểm nhá, và nó rất an toàn luôn, và nó sẽ đào hết những cái phần gốc rễ của cây cỏ lên, cắt rất là sạch luôn. Đấy, chém cực kỳ sắc nhá. Đây, toàn bộ là những cái lưỡi thép nó xoắn vào thành một cái lưỡi thép to này. Đó, rất ok, chắc chắn lắm. Con này thì em sẽ đo cho bác về cái phần kích thước này. Size của nó sẽ là size 6 inch nhá, tương đương với lại đường kính là đi 15 cm, đương với đường kính là 15 cm. Cái phần vòng trong này của nó sẽ vơ vào là đi 2.5 ly này con này. Đấy, 2.5 ly nhá, 2.5 ly đó, 2.5 ly để về các bác lắp vào những cái máy nhà mình quá ok rồi. Nói chung là nó là những kích cỡ phổ thông mà. Đấy, kích cỡ phổ thông. Đây,
lưỡi cắt cỏ xoắn thép nhá, cắt rất là sạch luôn, em báo giá luôn nhá. Bên em đang gửi bác một cái lưỡi cắt cỏ xoắn thép như này, lưỡi cắt cỏ xoắn thép nhá, giá của nó sẽ là 70.000. Đấy, 70.000 một cái lưỡi cắt cỏ xoắn thép này nhá, 70k một cái. Size của nó sẽ là size 6 inch tương đương với lại là 15cm nhá. Đây các bác cùng xem một cái video thực tế về sản phẩm này. Con này dùng ok lắm, bán cực kỳ nhiều luôn đây. Máy cắt cỏ thông thường không thể diệt tận gốc cỏ, sau một thời gian cỏ dại sẽ quay trở lại. Đó là vì các bác chưa sử dụng đúng loại lưỡi cắt. Hôm nay em xin giới thiệu với các bác một loại lưỡi cắt cỏ thép đa năng, loại bỏ cỏ tận gốc, đặc biệt không ảnh hưởng đến rễ cây trồng, vô cùng sạch đẹp và tiện lợi. Lưỡi được cấu tạo từ hợp kim thép không gỉ, siêu cứng, siêu chịu lực, có thể cắt trong những vị trí ẩm ướt, độ bền sản phẩm cao. Với thiết kế dạng sợi xoắn ốc, giúp lưỡi cắt có thể đánh bay được cả những gốc cỏ dại cứng đầu nhất. Sản phẩm được thiết kế ưu việt, đường kính cắt lên tới 15cm, thích hợp xử lý nhiều tác vụ trên diện rộng một cách hiệu quả. Hỗ trợ tẩy rỉ sét, loại bỏ rêu và loại bỏ cỏ dại trên sàn và tường. Sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ Đức và được công ty VNI Việt Nam phân phối độc quyền. Cơ chế hoạt động, tác động một lực vừa đủ đâm sâu xuống đất từ 0,2 đến 0,5cm, đồng thời đẩy cả gốc cỏ lên. Rất an toàn và tiện lợi cho người sử dụng. Máy phù hợp với mọi loại máy cắt cỏ xăng và điện hiện nay. Nhân dịp chiên, ưu đãi giảm giá lên tới 50%. Cái con lưỡi cắt cỏ các bác đang coi nhá, giá thì bình dân thôi. Đấy, 70k nhá, 70k một chiếc lưỡi cắt cỏ dạng xoắn thép nha. Đấy, lên mã sẽ là lưỡi cắt cỏ xoắn thép 70.000 một cái. Đây, thực tế sản phẩm này rất ok luôn, bán cực kỳ nhiều đấy. Sản phẩm tiếp theo thì đây, lên luôn cho bác, đó là cái bộ mũ khoan thép của thương hiệu Unica này. Unica, bộ này thì bên em bán khá là nhiều rồi. Đấy, em báo giá luôn nhá. Các bác cứ lên mã nha, sẽ là cái bộ mũ khoan thép Unica của thương hiệu Unica, bộ mũ khoan thép 5 mũi này. Đấy, bộ mũ khoan thép 5 mũi nhá. Giá của nó sẽ là đi 150.000 thôi nhá, 150.000 một cái bộ mũ khoan thép 5 mũi nha, 150k bộ nhá. Đấy, hàng của thương hiệu Unica. Đấy, cái này thì bên em bán rất là chạy luôn. Về các bác thợ thuyền cơ khí rồi, anh em thợ thuyền, đấy, khoan nhựa, khoan sắt, khoan nọ khoan kia, khoan được rất nhiều chất liệu luôn. Hàng của thương hiệu Unica Japan này, đựng trong một chiếc hộp nhôm nhá, thiết kế cực kỳ đẹp luôn, đẹp từ bên trong và bên ngoài. Bên trong của nó sẽ gồm có là 5 mũi nhá. Đấy, với các kích tự với các kích thước khác nhau. Đấy, từ mũi to nhất này, đấy, to nhất của nó nhá, to nhất của nó lên đến là đi chắc phải ba mấy rồi, to lắm. Đó, rồi là những cái mũi vừa vừa này, nhỏ này. Đấy, rồi là có những cái mũi nhỏ nữa này. Đấy, và có cả những cái mũi rất nhỏ luôn. Đây. Đấy, nói chung là một cái bộ này các bác mua về thì xài anh em thợ thuyền, các bác sử dụng gia đình thì quá ok luôn. Rất nhiều kích thước khác nhau đây. 1/4, 3/8 này này. Đó, các kích thước nó ghi ở đây tất này, thông số các thứ. Nói chung là về các bác tùy chỉnh theo cái kích thước các bác muốn xài nhá. Đấy, thì các bác xài phù hợp cái mũi nào thì các bác lấy mũi đấy nhá. Chân này của nó sẽ là chân lục giác nhá. Đấy, đi về các bác có thể lắp vào máy khoan pin rồi là máy khoan cầm tay các thứ, là các bác khoan em quá ok luôn. Đấy, về là các bác sử lắp vào là xài thôi. Đấy, mũi thì nó là dòng mũi khoan tháp phủ một lớp titan. Đấy, nên là khi mà các khoan rất là sắc bén nhá, mũi khoan sắc bén, khoan ngọt lắm. Đấy, khoan cực kỳ ngọt, khoan rất thích luôn. Đấy, hàng của Unica Japan, một bộ này là 5 mũi, giá của nó sẽ là 150.000 một bộ nha. Đấy, 150.000 nhá. Lên mãi em sẽ là cái bộ mũi khoan tháp 5 mũi của thương hiệu Unica. Đấy, Unica đây, 150.000 một bộ mũ khoan thép 5 mũi này nhá, 150.000 bộ. Thì đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Con này khoan ngọt lắm đây, các bác cùng coi này, khoan ngọt cực kỳ ok luôn. Đấy, khoan sắt thép các thứ rồi đấy, thấy không, khoan rất ngọt luôn. Đấy, tạo lỗ tạo hình tròn đẹp nhá, khoan gỗ này. Đấy, khoan sắt thép này, khoan sắt hộp, sắt dày, sắt mỏng, khoan ok luôn. Đấy, rất ngọt ngào và tình cảm nhá. Đấy, về các bác lắp vào máy khoan các bác xài là sử dụng thôi, quá ok. Đó, tiện dụng. Bộ mũi khoan thép 5 mũi của Unica nhá, 150.000 bộ này. Ngoài ra thì ở đây anh em có bán kèm thêm cho bác, đó là cái cây lấy dấu để về các bác chuyên lấy dấu vào những cái vị trí mà trước khi các bác khoan thì các bác là dùng cái cây bút này để các bác lấy dấu vào những cái vị trí để các bác khoan này, thì các bác mua cho một cây này cho. Đấy, cây này lấy dấu chuẩn mà lấy dấu ngọt lắm. Đấy, đây, lấy cho bác test thử bác coi luôn này. Đấy, con này thì lấy dấu trên mọi chất liệu luôn nhá, cái này rất dễ xài thôi. Đấy, một tay các bác cầm này, các bác ấn cho em mạnh vào cái chỗ mà các bác cần lấy nhá. Đấy, con thấy không? Đấy, tạo thành một cái lỗ rất ok luôn. Đấy, tạo một cái lỗ đây, em lấy cho bác phát nữa này. Đó, nó rất nhẹ nhàng tình cảm thôi, các bác chỉ việc ấn nó mạnh vào. Đấy, nó có một cái lực bắn nó phịch cái ra, thế là ok. Đây, tạo thành những cái dấu nhỏ này để về các bác, ví dụ các bác muốn khoan rồi các bác muốn đục thì nó chuẩn lỗ hơn nhá, chuẩn lỗ, chuẩn cái vị trí các bác lấy cái dấu nhá. Chất liệu cái lấy dấu nó toàn bộ bằng đồng luôn này. Đấy, phần đầu nó đầu kim loại siêu cứng luôn. Đấy, lấy dấu trên mọi chất liệu luôn, từ sắt thép bê tông nhựa các thứ, rồi là thạch cao các thứ đầy đủ luôn. Đấy, rất ok nhá.
Cái cây lấy dấu này thì em gửi bác giá bình dân thôi, thì giá của nó sẽ là 30.000 nhá, 30.000 cho một cái cây bút lấy dấu nha, 30.000 một cây đấy, 30k một cây bút lấy dấu nhá con nhá, 30k một cây bút lấy dấu, hàng cũng rất là xịn sò chắc chắn luôn. Về các bác lấy dấu dùng để khoan đấy, thì các bác có thể mua kèm cùng với cái bộ này đấy. Về là ví dụ các bác khoan là có cái cây lấy dấu đó, các bác đánh dấu sau đó các bác dùng cái này các bác khoan là có ok luôn. Thì cả bộ này là một cây lấy dấu là 30.000, còn bộ mũi khoan tháp trắng 5 mũi nha của Unica Japan là 150.000 một bộ đó nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái bộ bàn cạo 35 lưỡi này. Đấy, bộ này thì lâu không quay bác coi, bộ bàn cạo 35 lưỡi nhá, cũng cực kỳ là hot hit và bán rất là chạy, cũng như là cạo rất là ngon ngọt luôn, các bác dùng về dùng để cạo râu nhá. Một bộ này sẽ gồm có cho bác là đi 35 cái lưỡi cạo râu, rất nhiều luôn nhá, 35 cái lưỡi cạo râu này và một cái hộp để đựng, để ví dụ các bác đi du lịch đi chơi các bác có cái hộp này các bác đựng rất là tiện này. Đấy, thì một cái tay cầm, một cái lọ kem để các bác bôi trước khi các bác cạo nó không bị rát này. Đấy, một lọ kem, một cái bàn cạo và đi kèm là những cái lưỡi nhá. Những cái lưỡi thì tổng của nó sẽ có là 35 lưỡi đúng không nhá. Tổng của nó sẽ có là 35 lưỡi, các bác xài cả năm rồi luôn. Đấy, thì đây. Đây, đấy. Tất chỗ này là 35 lưỡi nha, về các bác xài cả năm giờ luôn. Đấy, về các bác lắp vào cái bàn cạo này. Đấy, sau đó các bác dùng các bác cạo thôi, rất ok. Một bộ này thì bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là đi 40.000 thôi, 40.000 một cái bộ bàn cạo 35 nha. Lên lại em sẽ cái bộ bàn cạo râu 35 lưỡi nhá, bàn cạo 35. Đấy, bàn cạo râu 35 lưỡi. Giá của nó sẽ là 40.000 một bộ luôn nhá, 40.000 bộ, giá rất hạt rẻ bình dân luôn. Về các bác dùng để cạo râu thì ok luôn. Đây các bác cùng xem video thực tế về sản phẩm này. Hôm trước em hỏi mua cái bộ dao cạo này tận 100.000. Cái hôm nay Samsung Top có mấy chục lại có những cái ship này, chụp tận 38 chi tiết luôn nhá. Một hộp kem cạo râu này, một bàn này là 36 lưỡi luôn. Mỗi lưỡi dùng được tận mấy chục lần, tính ra quá là tiết kiệm luôn đúng không? Cứ săn cho em mấy bộ như này dùng được cả năm luôn. Đó mà cái này tính ra rẻ, mình mang đi chơi đi du lịch cũng rất là tiện luôn. Hôm nay bác nào muốn săn điều hỏi thì ấn vào giỏ hàng một vàng nhấp tay trái nha. Thôi từ bây giờ không siêu thị siêu thiết gì đâu nhá. Đấy, một bộ là 36 lưỡi này. Đấy, một bàn cạo, một kem. Cạo rất ok luôn, cạo sắp lắm. Một hộp kem cạo râu này, một bàn này là 36 lưỡi luôn. Mỗi lưỡi dùng được tận mấy chục lần, tính ra quá là tiết kiệm luôn đúng không? Cứ săn cho em mấy bộ như này dùng được cả năm luôn. Đó mà cái này tính ra rẻ, mình mang đi chơi đi du lịch cũng rất là tiện luôn. Đấy, thực tế về cái bộ sản phẩm nhá. Đấy, bộ này là 40.000 nha, chỉ 40.000 thôi. Đấy, bao gồm là 36 lưỡi cạo râu này. Một lọ kem, một cái hộp đựng, một cái tay cầm. Đấy, giá nó chỉ có 40.000. Lên mã em sẽ là cái bộ bàn cạo 35 lưỡi nhá, 40.000. Về các bác dùng chuyên để cạo râu, rước các thứ rất ok. Đấy, 40.000 một bộ bàn cạo 35 lưỡi nhá. Và quan tâm đến cái mã hàng này đó là cái dòng thắt lưng. Đấy, thắt lưng cũng như là mũ, hàng của quân đội Mỹ nhá. Hàng em tiếp tục vừa về xong này. Đấy, đây là con mũ dàn di này và thắt lưng dàn di, hàng của quân đội Mỹ cực kỳ xịn sò ngon lành nha. Đấy, hàng quân đội Mỹ rất ok luôn. Đấy, hàng của nó thì mới nguyên hộp như này luôn. Đó. UIS này, 1966 này. Đấy, phần mặt của nó sẽ là mặt kim loại nhá. Dây thì sẽ dài là 1m2, nói chung là nó cũng khá là dài các bạn. Dây dài 1m2, tương đối là dài luôn. Để về các bác sử dụng nhá. Phần đầu dây là có bọc một cái đầu lớp da nha. Để khi mà các bác sử dụng nó không bị sợ, nó không bị không lo nó bị xù ra. Vì cái dòng này của nó là dạng dây dù mà. Đấy, dây dù. Và họa tiết của nó sẽ là họa tiết dàn di nhá. Đấy, họa tiết dàn di nên là nhìn rất là khỏe khoắn. Đấy, bác nào mà thích cái phong cách quân đội này, ngầu ngã thì các bác mua trong con này. Đấy, và thích cái sự bền bỉ này, chắc chắn này. Đấy, thì con này thì nó là top 1 rồi. Đấy, riêng dòng này thì các bác cứ dùng niên hạn cho em khoảng tầm 4-50 năm một cái con thắt lưng này luôn, siêu bền luôn nhá. Đấy, siêu bền. Và cái lấy cài của nó cũng rất là dễ dùng nhá. Đấy, thì về các bác chỉ việc xỏ vào. Sau đó là các bác xỏ cái dây này vào đây cho em. Đấy, mở cái lẫy ra này, xỏ dây này vào. Và lúc nào các bác cài thì có ấn này cho em xuống này. Ấn xuống, thế là xong, khớp chắc cứng đơ luôn. Các bác cứ giật cho em thoải mái không ra nhá. Rất rất cứng cáp luôn. Đấy, đấy là dòng thắt lưng quân đội Mỹ nhá. Đấy, các bác cứ lên mã thì em sẽ là thắt lưng quân đội Mỹ. Em báo giá luôn này. Con thắt lưng này hiện tại em đang gửi bác giá thì đợt này về cái mức giá rất tốt, rất hạt rẻ các bác luôn. Giá của nó sẽ là đi 60k nhá, 60k một chiếc thân lưng này. Đấy, riêng với cái giá này thì bên shop em cam kết giá tốt nhất thị trường luôn. Đấy, có những chỗ người ta đang bán cho bác khoảng tầm 90 đến 100.000 một chiếc. Đấy, bên em gửi bác giá chỉ có 60.000 thôi. Giá siêu hạt rẻ nhá, giá siêu hạt rẻ. Đấy là dòng thắt lưng quân đội của Mỹ nhá. Đấy, thắt lưng quân đội Mỹ, hàng của US này.
1966, rất là lâu đời rồi, rất xịn sò, ok luôn nhá. Ngoài ra thì tiếp tục về cái mã đó là mũ này, mũ dàn di này, mũ dàn di USA có nhá, USA, nó rất đẹp luôn, thiết kế dàn di quân đội nhìn rất là khỏe khoắn này. Đây, ở đây nó có phần chỉnh mũ này. Đấy thì các bác đầu to đầu nhỏ là các bác cũng có thể đội hết luôn nhá. Đấy, nhiều bác cứ lo là đầu to quá không đội được hoặc là đầu nhỏ quá không vừa. Đấy thì đây, ở đây nó có cái phần đằng sau nó có cái phần chỉnh này. Đấy thì các bác có thể chỉnh theo cỡ đầu bác nhá. Và toàn bộ xung quanh viền là một cái lớp lưới thoáng, các bác đội không lo nó bị dính đầu, bết đầu, không lo nóng đầu nhá. Đấy, chất liệu thì toàn bộ 100% là cốt tông nên độ rất là mát luôn. Đấy, độ rất mát. Mũ thì lên form cực kỳ đẹp, nhìn rất là quân đội, nhìn rất là đi kiểu mạnh mẽ ngầu ngạo nhá. Đấy, các bác mua cho con này cực kỳ đẹp, chất lượng luôn. Đây, đấy, phần vành bên trong mũ này quá ok này. Đây, đó, đường kim mũ chỉ may khâu rất là cẩn thận nhá. Đó là mũ dàn di của Mỹ nhá. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là mũ dàn di. Đấy, mũ dàn di quân đội Mỹ. Cái này thì em cũng bán đồng giá cùng bằng giá với lại cái thắt lưng luôn. Đấy, bằng giá với thắt lưng luôn. Lên mã em sẽ là mũ dàn di. Mũ dàn di này sẽ có giá là 60k nhá. Mũ dàn di là 60 và thắt lưng cũng là 60 luôn. Đấy, bán đồng giá các bác nhá. Bán đồng giá các bác luôn là cứ 60.000 một cái thắt lưng, một cái mũ nha. Đấy, cứ bán đồng giá là thắt lưng cũng 60 mà mũ cũng 60. Đấy, các bác lấy cả bộ là 120.000. Đó đi kìa. Nếu mà các bác nào mà có điều kiện cứ mua cả bộ về nhìn cho nó đẹp, nhìn nó chất nhá. Đấy, mình đi theo bộ luôn, cả mũ cả thắt lưng là cứ đồng giá là 60.000 một chiếc mũ nhá, 60.000 một chiếc thắt lưng. Đấy, thắt lưng của đội Mỹ. Cái này thì rất nhiều bác mong chờ sản phẩm này thì hàng nó hôm nay lại tiếp tục về này. Đấy, rồi em đi qua cái mã tiếp theo nhá. Cái này thì số lượng ít nhá, không nhiều đâu, thì các bác tranh thủ mà bác nào mà muốn mua thì chốt nhanh luôn nhá, số lượng có hạn nhá, không lại hết hàng đấy. Đấy, vì bữa trước cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này nhưng mà không có hàng. Đấy, lâu lắm rồi hàng nó lại có hàng về đấy các bạn. Tiếp theo thì em cũng về một ít kia mã hàng, đó là cái khóa số này, khóa số dây nhá. Các bác cứ lên mã em sẽ là cái khóa số dây. Đấy, khóa số dây. Cái này thì em báo giá bác luôn, giá bình dân thôi nhá. Đó. Một chiếc này thì tại em đang gửi bác giá của nó sẽ là đi 30.000 một chiếc nhá. Đấy, cứ lên mã em sẽ là khóa số dây. Đấy, khóa dây nhá. Khóa dây. Đấy, khóa dây số. Khóa số dây được. Khóa dây số này, giá của nó sẽ là 30k. 30k một chiếc khóa dây số này. 30.000 một cái thôi, hàng rất là chất lượng luôn. Về các bác dùng để khóa xe, khóa cổng, khóa cửa rất ok. Đây em sẽ đo cho bác về cái phần kích thước của nó này. Con này chiều dài của nó đây, đợi chút. Đó, chiều dài nó khá là dài đấy, nó khoảng tầm 40-50 phân thôi nhá, 40 phân nhá. Chiều dài tổng thể của nó là đi 40 phân. Đấy, và khi mà các bác cuộn tròn là nó sẽ nhỏ nhỏ nhỉ. Đấy, các bác cuộn tròn nó sẽ nhà. Đấy, cuộn tròn vào thì đường kính của nó là rơi vào khoảng là ly 13 này. Đấy, 13. Đó, 13 14 phân. Đấy, về các bác khóa cổng, khóa cửa, khóa xe, khóa cộ là ok luôn nhá. Mà là giá nó bình dân thôi. Chỉ có 30.000 thôi nhá. 30.000. Lên mã cho em sẽ là cái khóa số dây nhá. Khóa số bằng dây. Đấy, khóa số là kiểu dạng khóa dây nhá. Thì em có mã là khóa số U. Còn cái này là khóa dây. Đấy, khóa dây. Ở đây trong này là một cái sợi cáp nhá, một cái sợi cáp rất cứng cáp luôn. Và cái này thì mật khẩu của nó để mặc định sẽ là 4 số 0 có nhá, 4 số 0. Đây. Đó, đây 4 số 0 này, em quay cho bác coi này. Đấy, khi mà các bác để mặc định là 4 số 0 như này thì tự động là nó sẽ mở ra có nhá. Đấy. Còn nếu mà các bác muốn khóa vào thì các bác xoáy loạn xạ số cho em lên. Đấy, xoáy loạn lên nha. Đấy là nó sẽ cứng ngắc luôn, khóa ngắc luôn. Còn các bác muốn mở ra là các bác cứ chỉnh cho em về 4 số 0. Đấy thì bên em để mặc định là 4 số 0 nhá, 4 số 0 này. Đây, đấy các bác xoáy này, đấy, 3 số 0 này, 4 số 0 này. Đấy thì các bác cứ giống cho em cái đây cái phần mắt bên này nó thẳng hàng nhau 4 số 0. Đấy là nó sẽ mở ra rất ok, rất là dễ dùng thôi. Đấy, rất dễ dùng nhá. Đấy, và cái con này nó có cả cái chế độ là đổi cái mật khẩu này. Thì đây em hướng dẫn bác luôn nhá. Thì các bác nhìn vào cái phần mũi tên này. Đấy, các bác một tay các bác giữ cho em cái chủ khóa này cho nó không bị rung rinh nhá. Đấy, và cái phần này các bác xoay em về phần mũi tên này. Xoay về phần mũi tên kêu tạch cái nhá. Đấy, và bắt đầu các bác đổi, ví dụ các bác đổi về 111 hết chẳng hạn này. Đấy thì các bác xoay hết cho em về 1 nhá, thẳng hàng với lại cái mấu này. Đấy, thẳng hàng này. Cái này em hướng dẫn các bác xem kỹ nhá. Đấy, sau khi mà các bác đổi về 1 hết rồi. Đấy thì bắt đầu các bác lại xoay ngược lại với cái mũi tên. Đấy, cái chiều mũi tên này các bác xoay ngược lại cho em, xoay ngược lại này. Đấy, xoay ngược lại. Đấy, xoay ngược lại nhá, xoay hết vòng xoay, xoay bao giờ không xoay nữa thôi, xoay cứng đơ đấy. Đó, và bắt đầu là mật khẩu hiện tại đang đổi được, hiện tại đang là 4 số 1 nhá. Đấy. Thì đây em sẽ cài nó vào. Và ví dụ em đảo loạn lên. Đấy thì nó sẽ không mở được nhá. Và bắt đầu các bác muốn chuyển về mở thì các bác
đẩy cho em về 4 số 1 nhá. Vì vừa nãy là em đã thay mật khẩu rồi, đã đổi thành 4 số 1 rồi. Đấy, các bác đổi cho em về 4 số 1. Đó, thế là nó sẽ ok. Đấy, và lúc nào các bác muốn đổi lại, đây các bác lại xoay lại cho em này. Xoay theo cái chiều mũi tên này. Đấy, thì một tay các bác giữ cái này cho nó không bị rung rinh nhá. Tay còn lại các bác xoay cho. Đấy, xoay về chiều mũi tên này. Đấy, và bắt đầu các bác đổi về 4 số 0 như vừa nãy. Đấy, đổi 4 số 0 nhá. Đó. Cái này thì tùy nhu cầu, các bác có để đổi thành 1 2 3 hoặc 4 5 6 7 8 9 là các thứ rồi. Tùy nhu cầu nhá. Đấy, và khi nào mà các bác đổi 4 số 0 xong rồi các bác lại xoay lại cái này cho. Đấy, xoay lại cái này thế là xong. Đó, và các bác lại cài vào lại dùng bình thường. Đấy thì em vừa đổi chỉ cho các bác cách đổi mật khẩu nhá. Và đây là nó cũng có một cái tờ giấy này. Nó có một cái tờ giấy để hướng dẫn các bác đổi mật khẩu này. Đấy, như cái tờ giấy nó bằng tiếng Anh. Nhưng mà tiếng Anh thì nó hơi khó dùng thì em nếu mà theo em tốt nhất ấy là về các bác cứ để 4 số 0 mặc định luôn các bác dùng cho nó dễ nhá. Đấy, ví dụ chẳng may là các bác đổi mà các bác quên không nhớ mật khẩu ấy là rất là dở hơi. Nếu mà các bác đổi mà quên không nhớ mật khẩu là coi như là bỏ đi luôn đấy nhá. Đấy thì các bác về là các bác cứ thế dùng thôi, không cần phải đổi nhớ đâu. Đấy, như thế là dễ nhất. Đấy, về là cứ để mặc định là 4 số 0. Lúc nào muốn mở thì các bác về 4 số 0 này là mở ngon lành, còn lúc nào muốn khóa thì cứ đảo lại ra cho. Thế là xong. Đó, rất là dễ dùng nhá. Khóa số dây nhá, cứ lên mã đi, sẽ là khóa số dây. Bên em đang gửi bác là một cái khóa số dây này là 30.000. Đấy, 30.000 một cái khóa số dây nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ súng keo nến này. Đấy, bộ súng keo nến nhá, hàng bên shop này tiếp tục hàng về. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ súng keo nến nhá. Bộ súng keo nến công suất của nó sẽ là 20W một cái con súng keo nến nha. Đấy thì em báo giá luôn nhá. Bên em sẽ bán thêm một bộ là một combo là một súng và đi kèm cho các bác sẽ là 10 cây keo. 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 10. Đấy thì đây, các bán là combo là một lúc là một cây súng và 10 cây keo. Thì về là các bác có cá là xả luôn. Thì một bộ nhài là 40.000 nhá, 40.000. Lên mã giúp cho em sẽ là cái combo súng keo nến gồm một cây súng và 10 cây keo. Giá của nó sẽ là 40.000. Đấy là combo súng keo nến nhá, một cây súng, 10 cây keo nến là 40.000 một bộ nhài. 40.000 này. Công suất của cái cây keo, cái cây súng này sẽ là 20W nhá. Sử dụng cho em điện là từ 100 đến 240V. Đấy, các bác cắm điện 220 cho em vào thoải mái luôn. Đấy, cắm vào cho keo vào bật công tắc lên là các bác xài thôi. Đấy, về các bác dùng để gắn những cái đồ vật các thứ nhà mình. Nói chung là rất là tiện, cái keo nến này gắn được khá là nhiều thứ này mà gắn rất là chắc luôn. Đấy, 40.000 nhá, lên mã cho em sẽ là combo súng keo nến nhá. Một bộ này là 40.000 nhá, một bộ này là 40.000. 40.000 là bao gồm là một cái súng và 10 cây keo. Còn nếu mà các bác có nhu cầu mua thêm keo nến thì bên em sẽ bán ở combo là 10 cây keo nến một. Đấy, các bác có nhu cầu mua keo nến thì bên em sẽ bán ở combo là 10 cây một, thì bên em sẽ bán ở combo là 10 cây như này. Giá của nó sẽ là đi 15.000. Đấy, thì các bác cứ lên mã cho em sẽ là keo nến mua thêm 10 cây một lúc thì sẽ là 15.000 nhá, 15k. 15k 10 cây. Đấy, 15k cho 10 cây keo nến nhá. Đấy, 15k là 10 cây keo nến, còn các bác mua một cây súng với một cây 10 cây keo là 40.000 rồi. Còn nếu mà muốn mua thêm keo thì cứ 10 cây là 15.000, 10 cây một là 15.000 thôi nhá. Rồi, một cái mã hàng mới bên em cũng vừa về xong này. Đấy, lên mã giúp em sẽ là cái bộ dao cắt kính, cắt gạch men đa năng. Con này thì các bác có thể về cắt kính này, cắt gạch men đều được luôn. Đó, dao cắt kính này. Dao cắt kính. Cắt được cả gạch men luôn nhá. Đấy, cả gạch men luôn. Giá của nó thì em báo luôn 130.000 một con này. Đấy, 130.000 một cái con dao cắt kính, cắt gạch men đa năng nhá. Con này thì cắt rất là hay. Trước đây em cũng đã bán rồi nhưng mà lâu lắm nó không hàng thì hôm nay hàng tiếp tục về. Một cái bộ sản phẩm nó sẽ gồm có là một thân dao này. Đấy, đi kèm với bác là ba cái lưỡi nha. Đấy, đây, ba lưỡi dao. Và có một cái tay cầm. Có một cái tay cầm này, rồi những cái phụ kiện cái thứ đi kèm. Đó thì về thì bắt đầu là các bác lắp cho em cái phần tay cầm này vào. Đấy, nó là dạng cái dao cắt kính kiểu dạng hình chữ T này. Đó, sau đó là các bác muốn cắt thì các bác để vào cái kính của cái ấy, các bác bắt đầu các bác cầm này các bác kéo này. Đấy, kéo nó sẽ ra cái vệt. Thì ở đây nó có một cái lưỡi tròn đây này. Đấy, nó có một cái lưỡi nó bằng kim cương này. Đấy, bằng kim cương nó rất là sắc luôn. Đấy, mà con này cắt rất là ngọt, con này cắt ngọt lắm. Đấy mà ví dụ như ở đây đi kèm thì nó sẽ có tặng kèm thêm cho bác là những cái lưỡi dao này, thì nếu mà cái lưỡi nó cùn thì mình có thể thay lưỡi khác luôn. Rất tiện dụng và rất là chu đáo và cẩn thận luôn nha. Đấy, có đi kèm cả lưỡi dự phòng với bác luôn. Và khi mà các bác cắt xong thì ở đây nó có một cái phần tay công. Đấy, cái này nó gọi là cái tay công, thì các bác cho cái viên đá hoặc là cho cái kính vào đây. Đấy, và các bác ngắm đúng cái tim, cái đường cắt các bác vừa cắt, bắt đầu là các bác ở đây nó có một cái tim như này. Đấy, các bác cho nó vào chính giữa, sau đó các bác công vào. Đấy, các bác cứ thế công từ từ vào thì cái lực nó sẽ tác động đều xuống, thì cái kính hoặc cái viên đá các bác vừa kẻ xong nó công ra cái đường cắt của nó rất là mịn, rất là đẹp luôn. Đấy, con này hay lắm. Đó thì một cái chiếc này bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là 130.000, có tặng kèm thêm cho bác là
những cái đầu cắt dự phòng nha, để về các bác có thể thay thế nhá, là 130k, dao cắt kính cắt được cả gạch men luôn, là 130k một sản phẩm đấy nhá. Đây các bác cùng xem thực tế về cái video em test thực tế này, các bác cùng coi này, cắt cực kỳ ok luôn. Các bác muốn cắt gạch, đây, cắt kính mà không có máy, các bác dùng cái dụng cụ này nhá. Đây là cái dụng cụ chuyên để cắt gạch men, cắt kính, rất là ok luôn. Các bác chỉ cần kẻ một đường và các bác dùng cái kẹp bấm kia, các bác bấm là nó. Đấy các bác nhìn nhá, các bác chỉ cần kẻ một đường, sau đó các bác cho vào cái tay công, các bác xoáy như em vừa chỉ các bác. Đấy, các bác cho vào cái tay công các bác xoáy. Đấy, các bác cứ xoáy đều tay, xoáy đều tay, xoáy êm tay là nó công ra đường rất là đẹp luôn. Đây, các bác nhìn đây là người ta cắt đường cong luôn nhá. Đấy là người ta cắt đường thẳng, cắt đường thẳng nó còn dễ nữa. Còn đây người ta cắt cắt đường cong mà cũng rất là mượt luôn này. Đây, đấy, có thấy không? Công cái ra luôn. Tất cả gạch 1 mét luôn các đấy, bác. Thấy không? Gạch các dày, gạch rất là dày nhưng mà cắt ngon lành luôn nhá. Các bác dùng cái dụng cụ này nhá. Đấy, có nhìn này. Đấy, cắt đường cong luôn nhá chứ không phải là cắt đường thẳng đâu nhá. Cắt đường thẳng nó còn dễ cắt nữa ạ. Đường các bác dùng thấy không? Công cái ra ngay này. Đó thấy không, rất là ok, bấm được cả gạch 1 mét luôn đó, thấy không, nó rất là nhàn, rất là dễ dàng sử dụng cho anh em thợ thuyền, các bác sử dụng gia đình đều được luôn. 130.000 một cái nhá. Đấy, bộ dao cắt kính cắt gạch men đa năng, đó là cái mã bóng đèn 3W nhá, tiếp tục về số lượng lớn để phục vụ các bác này. Đây, sản phẩm này thì sẽ có công suất là 3W nhá, và ánh sáng của nó sẽ ánh sáng màu trắng, sử dụng điện sẽ là điện 220 và cái đuôi của nó sẽ là cái đuôi xoáy phổ thông nhá. Đấy, sử dụng dòng chip LED siêu sáng, rất là tiết kiệm điện. Các bác dùng những cái con bóng đèn 3W này thì cái công suất nó rất là nhỏ nên là cái tiền điện nó hết rất là ít các bạn. Đấy, nên là phù hợp các bác, ví dụ các bác lắp ở ngoài cổng này, mình có thể lắp ở chỗ cầu thang, đường đi lối lại, nhà vệ sinh, lắp những khu vực mà không cần quá nhiều ánh sáng, mình cần ít cái ánh sáng thôi. Đấy, gọi là có bóng đèn thôi là ok, là các bác xài con này cho em rất hợp lý này. Đấy, công suất rất là nhỏ nên là tiêu thụ lượng điện năng rất là ít, là nên các bác xài rất là tiết kiệm điện nhá. Công suất 3W thôi nhưng mà cũng khá là sáng đấy các bạn. Đây em sẽ cắm test bác con này. Khá là sáng lắm nhá. Đấy. Đây đang lỏng ổ điện này. Đây em cắm test bác nhá. Nó khá là sáng, 3W thôi nhưng mà rất là sáng. Đây. Đây các bác nhá. Đấy, 3W thôi nhưng mà cũng rất là sáng đấy. Đó thì ở đây. Đấy. Nó khá là sáng các bác nhá. Đó, về nói chung là phù hợp các bác sử dụng lắp đặt nhiều vị trí khác nhau nhá, mà cái công suất nhỏ tiết kiệm điện. Đó thì em hôm nay em báo cái giá xả luôn này. Bữa trước quả này đang bán là 15.000 một quả nhá. Hôm nay em về với bác mức giá rất dễ mua luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là bóng đèn 3W nhá. Giá của nó sẽ là đi 5.000 một quả nhá. Chỉ có 5.000 một quả thôi. Đấy, 5k một quả bóng đèn 3W này. Đấy, 5.000 một quả bóng đèn 3W nhá. Chỉ có 5.000 thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân. Đấy thì chắc là cũng nhiều bác quan tâm đến cái đuôi đèn mà em đang xài nhá. Thì đây, cái đuôi này này em giới thiệu luôn. Đấy, cái đuôi này về các bác xoáy bóng vào này. Và các bác có thể bẻ ngang, bẻ dọc, bẻ các hướng các kiểu này, và các bác có thể bật công tắc lò xo ở đây luôn. À, bật cái công tắc bật tắt đây luôn, rất tiện dụng nhá. À, đây rất tiện dụng luôn này. Thì cái đuôi này bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là 30.000 một cái. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái đuôi lò xo nhá. Thì các bác có thể mua kèm thêm. Cái này đuôi này khá là hay. Mình có thể là di chuyển di động, mang đi mọi chỗ mọi nơi. Các bác thích dùng ở đâu thì các bác cắm vào đấy. Nó rất là tiện lợi, di động mọi chỗ mọi nơi, và ở đây nó tích hợp cả công tắc bật tắt đi luôn này, nên là rất là tiện nhá. Đó thì nên mã giúp cho em sẽ là cái đuôi lò xo. Đấy, đuôi đèn lò xo nhá, đuôi lò xo. Giá của nó sẽ là đi 30k nhá. 30.000 một cái đuôi lò xo này. Đấy, 30.000 một cái. Đó, rất tiện dụng nhá. Chỉ việc cắm điện vào này, lắp bóng đèn vào, bật công tắc cái là lên, lúc nào dùng các bác tắt đi. Đấy, còn đây là cái ánh sáng thực tế của con 3W, nó cũng khá là sáng đấy. Đó, rồi. Bóng đèn 3W là đang xả là chỉ còn có 5.000 một quả thôi. Đấy, 5.000 một quả nhá. Các bác không nghe nhầm đâu, 5.000 một quả nhá. Còn cái đuôi đèn lò xo này là 30.000. Tiếp theo thì lên luôn cho bác cái mã hàng, đó là cái chuột không dây. Em báo giá luôn, bên em gửi bác là 90.000 một viên, 90.000 một cái một cái con chuột không dây nhá. Các bác cứ lên mã, em sẽ là chuột không dây đây, em ghi giá rồi, 90.000 một cái con chuột không dây này, rất tiện dụng luôn. Thì hàng của nó thì cũng là hàng mới nguyên hộp này nhá. Sản phẩm thì sẽ gồm có là một con chuột không cần dây nhá các bác nhá. Thông minh của cái sản phẩm này là nó không cần dây dạ gì. Về là các bác chỉ việc kết nối bằng cái cục adapter ở bên dưới đít này. Đấy, các bác lật cái nắp này ra, lấy cái này ra, cắm trực tiếp vào trong máy tính của bác nhá. Và các bác bật cho em về on này. Đấy, bật cho em về on thì nó sẽ lên cái đèn báo màu đỏ em vừa bật đấy. Và bắt đầu là các bác cứ thế là nó sẽ tự động kết nối với nhau. Hai cái này, cái con Bluetooth này, đây cái con cổng USB Bluetooth và cái con chuột này nó sẽ tự linh với nhau. Và nó sẽ điều khiển không cần dây dợ gì nhá. Và cái hay của cái sản phẩm này là bên trong này nó đã tích hợp sẵn một viên pin rồi. Đấy, và cái pin này là có tích điện luôn nhá. Cái pin này có tích điện. Đấy, cái pin này có tích điện là lúc các bác cứ xài, lúc nào mà hết pin thì các bác lại lấy cái dây sạc đi kèm với lại cái cục sạc này, các bác cắm vô đây.
Đấy, và các bác cắm vào cái nguồn 5V ấy. Đấy, ví dụ như là cái cục sạc này, em vừa quay này. Đấy, cái nguồn cục này, cái cục 5V 2A này. Các bác cắm vào đây. Cục này thì bên em đang bán là 30 ngàn nữa. Các bác cứ lên mạng xem cái cục sạc Samsung. Đấy thì đang bán là 30 ngàn thì các bác có thể cắm vào đây. Và các bác sạc cho cái chuột này. Đấy. Và khi mà sạc đầy thì các bác lôi ra xài. Con này thì em cứ bảo hành cho bác luôn. Các bác sạc một lần, các bác xài từ 1 tháng cho đến nửa tháng luôn. Pin nó cực kỳ trâu nhá. Đấy, pin nó rất trâu bò luôn. Đấy, các bác bình thường là các bác hay dùng những cái con chuột có dây rất là vướng víu, dùng rất là khó chịu, vướng víu này. Đấy, rồi là nó nó không thẩm mỹ cái thứ giờ, dây dặn nó lằng nhằng, nói chung hoặc là các bác đi chơi đi công tác các thứ giờ, hoặc là làm văn phòng mình cứ phải mà mang đi di chuyển nhiều, dây dặn nó lằng nhằng. Đấy thì các bác mua cho con này về không cần về dây dặn gì nhá. Bên dưới cái nắp này về các bác lấy ra một đầu này, các bác cắm trực tiếp vào trong máy tính nha, còn cái con chuột còn lại là các bác cứ để ra bàn các bác di thôi, là tự động là nó sẽ linh với nhau nhá. Đây, cái con này em xài rồi nên em thấy nó rất ok, và em nhập số lượng lớn về bán các bác nên là dùng ok lắm. Đó thì gửi bác là 90 ngàn nhá, các bác cứ lên mãi em sẽ là chuột không dây. Đấy, 90k một con. Đây em quay cho bác cái con em đang xài này. Đây, cái con em đang xài đây. Đấy thì em sẽ quay cho bác coi nhá. Thì nó sẽ có là một cái cục linh như này này. Đấy thì về là máy tính nào nó cũng có cổng USB mà. Đó thì các bác cắm trực tiếp vào trong cái cổng USB này cho em. Đó, các bác cắm vào, và cái con chuột khi mà cắm vào đấy nó kêu tinh cái, nó sẽ tự động linh với nhau nhá, tự động kết nối với nhau. Đấy, và bắt đầu là các bác cứ thế là các bác gì thôi. Đây, thì em gì cho bác coi này. Đấy, các bác nhìn này, chuột này. Đấy, chuột chạy ngon lành luôn nhá. Đây, tắt đi này, tắt đi này. Đấy, bật lên này. Đây, vào chôm này, vào YouTube chẳng hạn này. Đấy, YouTube nhá. Đó, bấm ngon lành luôn nhá. Đấy, đây, vào kênh của nhà em này. Đấy, bấm ngon lành, các bác nhìn thấy con chuột em gì chưa. Đây, con chuột em gì này. Đó, xem kênh của bạn này. Đấy, kênh nhà em đây các bác nhá. Đấy, các bác mua hàng này cứ vui lòng liên hệ với hai cái số điện thoại em để trên kênh như này. Đấy, các bác nhìn thấy con chuột này em đang gì này. Đấy, con chuột đang chạy nhá, và tay em đang gì đây. Đây, tay em đang gì đây. Đấy, tay em đang gì đây. Đấy, gì đâu là nó sẽ sáng lên đấy. Đây này, đấy, thấy không. Đây, nó rất là tiện dụng luôn nhá, không cần phải dây dạ gì hàng nhàng nhá, mà nó cực kỳ dễ dùng luôn, người lớn người già trẻ em dùng được hết luôn. Về chỉ việc cắm cái con này vào chân cổng máy tính, và chuột thì các bác bật cho em về on. Đấy, cứ thế là dùng. Và khi nào mà hết pin thì các bác cắm sạc qua cái cổng ở đằng trước này, nó có cái cổng sạc này. Đấy, con này các bác cứ dùng cho em từ 15 cho đến 15 ngày cho đến 1 tháng các bác về phải sạc pin một lần. Pin nó cực kỳ trâu bò luôn. Bảo hành cho bác luôn, nếu mà các bác nào mà pin mà nhanh hết thì cứ bảo anh em nhá. Đấy, bảo hành cho bác pin luôn, vì anh em dùng thực tế đây, anh em dùng 2 3 con liền đây. Đấy, đây kìa. Kìa. Đấy, thấy không? Rất ok nhá. Không cần phải dây dạ gì nhá. Đấy, các bác chỉ việc là cắm vào các bác xài thôi. Quá ok luôn. Đây các bác nhìn này, lướt này, lăn này. Lăn rất mượt mà luôn nhá. Đấy, thấy không? Đây đang lăn này, tay em đang lăn này. Đấy, mất mượt mà ngon lành nhá. Rồi. Đấy thì em hướng dẫn cho bác rất chi tiết và cách sử dụng của con này rồi. Đấy thì em báo giá lại một lần nữa nhá. 90 ngàn một cái con chuột không dây này, 90 ngàn một con. Thì về các bác tháo cái nắp đít ở cái phần nắp lưng ra này. Lấy cái con USB này, cắm trực tiếp vào trong cái cổng USB của máy tính. Và các bác dùng con chuột bật lên cho em về nút on. Đấy là các bác xài thôi. Và khi nào mà hết pin thì các bác lại cắm sạc vào đây. Đấy, chân sạc nó đi nhá. Đấy, cắm sạc vào là các bác xài. Ở trong này nó có một viên pin tích điện sẵn rồi. Đấy, và xài từ 15 cho đến 1 tháng mới hết pin một lần. Pin rất trâu bò luôn nhá, rất ok luôn. Đấy, 90 ngàn một con chuột không dây các bác nhá. Lấy cứ lên mã thì em sẽ là chuột không dây, 90k một con. Quả bóng B2. Đấy, bóng B2 các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái bóng đèn B2 nhá. Cái này thì về các bác xài khá là nhiều việc này. Đấy, dùng làm bóng đèn thắp sáng này. Rồi là bóng đèn ngủ cũng ok luôn, mà giá nó bình dân lắm. Em báo giá luôn nhá. Bên em sẽ bán nó combo là 5 quả 1. Hoặc là nếu các bác mua lẻ, các bác có thể mua 1 quả 1 cũng được. 1 quả 1 thì bên em đang bán giá sẽ là 5 ngàn một quả. Đấy, 5 ngàn một quả thôi. Còn nếu mà các bác lấy combo 5 quả 1 thì bên em sẽ gửi bác giá rất tốt luôn, 10 ngàn cho một combo là 5 quả bóng B2 nha. Đấy, 5 quả nha, 2, 4, 5, 5 quả nha, là 10 ngàn. Đấy, là một combo bóng B2 5 quả là 10 ngàn. Còn các bác lấy lẻ 1 quả là 5 ngàn nha. Đấy, lấy lẻ thì giá nó sẽ cao hơn. Còn các bác lấy theo combo thì giá nó sẽ rẻ hơn. Đấy, cái này thì nó sử dụng cái nguồn điện là cái nguồn điện 5V. Tức là về các bác có cái cổng sạc USB ấy, các bác cắm vào là các bác xài thôi. Đây ví dụ như ở đây em có một cái ổ điện nó có cái cổng USB này. Đó, có một cái ổ điện có cổng USB này, các bác cắm trực tiếp vào điện 220 này. Sau đó là cái ổ này nó có cái cổng USB này. Đấy, các bác cắm vào đây cho em. Đó, thế là lên đèn, đèn rất sáng luôn nhá. Đèn nhìn thôi nhưng rất sáng luôn. Đấy. Con này em hình như công suất của nó là 1W, công suất của nó là 1W. Đó, ánh sáng màu trắng nhá, ánh sáng màu trắng. Đấy, về các bác dùng để làm đèn ngủ này, đèn chiếu sáng này,
Nhàn cảnh báo này, nói chung là chế cháo nhiều việc lắm. Đó. Giá thì bên em đang bán lẻ một quả này là 5.000 nhá, một quả bóng B2 nha. Các bác cứ lên mã nha, sẽ là bóng B2. Một quả là 5.000, còn các bác lấy theo combo 5 quả một thì bên em đang gửi bác giá sẽ là 10.000 cho một combo 5 quả bóng nhá. Chân đây, chân nguồn vào của nó này. Cứ có cổng USB, nguồn của nó sẽ là nguồn 5V, cứ có cổng USB các bác cắm vào, phệt vào, thế là sáng, có thế thôi, rất là dễ dùng nhá, tiện cực kỳ luôn. Đó, mà các bác cắm vào những nguồn 5V này thì cái tiền điện nó hết rất là ít nhá. Đấy, không đáng kể luôn. Đấy. Đây, cứ cắm vào là sáng thôi. Đấy, còn cái ổ này thì chắc rất nhiều bác hỏi đây. Thì em báo giá luôn. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái ổ điện U3. Đấy, ổ này thì nó sẽ có là những cái ổ cắm điện và ba cái cổng USB nhá, để về các bác có thể cắm cái bóng này hoặc là các bác cắm cái dây sạc điện thoại nhà mình để các bác sạc pin cho điện thoại cũng ok luôn nhá. Đấy, con này thì em báo giá luôn, lên mã giúp em sẽ là cái ổ điện U3. Đấy, ổ điện U3. Ổ điện U3 này thì hàng của Thái Lan nhá. Đấy, hàng của Thái này. Giá của nó thì sẽ là đi 50.000. Đấy, U3 nhá, ổ điện U3. Giá bên em đang bán là 50k. Một kiểu điện U3 này. Đấy, thì nó sẽ có cổng USB để các bác có thể cắm những cái đèn này. Đấy, thì bên em đang bán một cái ổ này là 50.000. Còn bóng B2 thì đang bán là combo là 5 quả 1. Đấy, 5 quả 1, cứ 5 quả 1 nha là 10.000. Còn các bác lấy lẻ một quả thì đang gửi bác là 5k nhá. Đấy, đó là cái lô fix cắm chân dẹt này. Đấy, hàng chuyên dùng cho những dòng ổ điện Nhật nhá. Đấy, ổ điện Nhật thì người ta chuyên dùng những cái chân dẹt nha. Đấy, nên các bác dùng những chân tròn, chân của Việt Nam rất là khó chịu nhá. Vì cắm nó không thể cắm được, các bác chỉ có dùng chân dẹt thôi, các bác cắm vào là ok luôn. Đấy. Hàng như bên em thì là hàng chuẩn, chân sẽ là chân đồng và cái chân của nó rất là dày luôn nhá. Đây các nhìn này, chân của nó rất là dày luôn, nên khi có cắm cái phần tiếp điểm nó tiếp xúc rất tốt nhá. Đấy, và con này chịu tải lớn lên đến là 16A này, 250V này. Đấy, và dòng này nó là dòng ổ fix chống và đập chống cháy nhá. Đấy, chất liệu nhựa chống và đập chống vỡ chống cháy cực kỳ ngon, chắc chắn chất lượng luôn. Về thì các bác đấu dây và là xài thôi. Đấy, fix cắm chân dẹt nhá, chuyên dùng cho ổ điện Nhật các bác nhá. Đấy, chuyên dùng cho ổ điện Nhật. Giá của nó thì em báo giá luôn, bên em đang gửi bác giá một cái fix cắm chân dẹt này, giá của nó chỉ có 10.000 thôi. Đấy, 10.000 các bác nhá, 10.000 một cái fix cắm chân dẹt này, 10k một cái, giá rất hạt rẻ bình dân thôi. Đấy, về các bác chuyên dùng để phục vụ những cái ổ điện Nhật nhá. Đấy, vì nó hay dùng chân dẹt, chân của nó sẽ là 100% chân bằng đồng nhá, chân bằng đồng rất xịn sò, ok. Ngoài ra thì các bác có thể dùng ở gia đình nhà mình được. Cái ưu điểm của cái dòng chân dẹt này, này là thứ nhất là nó tiếp điểm tốt, và thứ hai là các bác cắm là không bị tèo. Bình thường là các bác hay dùng những cái chân tròn mà chân Việt Nam hay dùng ấy, là các bác cắm lâu nó hay rất hay bị tèo, mà một thời gian là ổ nó lỏng ra rất khó chịu. Nhưng mà các bác dùng những cái con chân dẹt này thì ổ nó yên tâm, là ổ cái ổ mà các bác cắm cái fix này vào nó cũng rất là bền. Đấy, nên các bác yên tâm rất là hay nhá. 10.000 một cái fix cắm chân dẹt nha. Đấy, 10.000 một cái nhá. Đó, rất ok, giá rất là rẻ bình dân. Cái này thì số lượng có hạn thôi. Đấy, về đến đâu nó cứ hết đấy các bạn, vì nó không có hàng, nó không có đều ạ, nên các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Đấy, 10.000 một chiếc fix cắm chân dẹt nha. Đây cái lô đồng hồ hàng thanh lý cửa hàng nhá. Đấy, cửa hàng người ta bán, người ta không kinh doanh nữa, thì bên em ôm lô khoảng tầm vài chục cái cây đồng hồ nha. Đấy, rất đẹp luôn, đồng hồ của nó còn mới nguyên trong hộp như này nhá. Đấy, còn mới nguyên trong hộp như này, vẫn còn nguyên cả bọc giấy bóng nữa nè. Đấy, em ôm lô thanh lý cái lô này, giá rất hời cho bác luôn nhá các bác nhá, em báo giá luôn. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái đồng hồ đeo tay, em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác giá, cái giá thanh lý cho bác luôn là 90.000. Đấy, thì bên em ôm lô thanh lý giá rẻ nên là giá nó rất tốt luôn, 90.000 một cái đồng hồ đeo tay nha. Đây, một chiếc đồng hồ mới keng nhà các bác nhá. Đấy, hàng này thì em nói luôn là hàng này hàng của tàu nhá, hàng của tàu. Đây, Made in China nhá. Đấy, Made in China này. Đấy, thì em nói luôn hàng của tàu, không đến lúc đến nơi các bác bảo là đồng hồ Nhật các thứ giờ nó rất là khó. Đấy, thì em nói luôn đồng hồ hàng của tàu nhá. Vì nói chung là nó so với tầm giá thì các bác có một cái con đồng hồ này để các bác đeo vào tay thì quá đẹp luôn. Đấy, mình đeo đi chơi đi bài rất đẹp các nhá. Đây các bác nhìn này. Rất đẹp luôn. Đấy, hàng tàu nhưng mà hàng có hãng đầy đủ hết các nhá. Đây là có hãng của Gokai này, hãng Gokai. Đấy, hãng này cũng khá là nổi tiếng, em check trên mạng là cái hãng của tàu này nhưng mà cũng rất là nổi tiếng đấy, cái hãng này. Đấy, hàng là bao sống các bác nhá, về là các bác vẫn chạy ngon lành nhá. Đấy, các bác chỉ việc ấn nút cho em này, xoay này, xoay cho các bác chỉnh giờ, ấn nút thế là xong. Đây này, đồng hồ chạy ngon lành luôn, mặt rất đẹp luôn nhỉ. Đây em quay cận cảnh các bác xem cái phần mặt nó này, mặt rất đẹp luôn nhá. Đấy, mặt rất đẹp, dây riếc ngon lành hết luôn. Đấy, về các bác chỉ việc đeo thôi, không cần phải lắp pin hay là thay pin như nào cả, hàng của nó là vẫn còn chạy ngon lành hết luôn. Đây, đấy, có thấy không? Đeo vào lên nhìn rất sang trọng lịch sự nha, rất đẹp nhá. Số lượng có hạn đâu nhá, khoảng tầm 20 con, nó không nhiều đâu. Nên là rất là em để cho bác cái giá này nó rất là hạt rẻ rồi. Đấy, thì em báo giá luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái đồng hồ đeo tay nhá.
90 ngàn một con này nhá. Đấy, chốt nhanh chút lượng hạn nhá, gọi luôn đi em đi, chứ không có nhiều đâu. Em đảm bảo bác luôn là cái mã này thì thể nào các bác cũng tranh nhau luôn. Vì nó không có hàng. Đấy, hàng là hàng ôm đô, cửa hàng thôi, nó có vài chục cây đâu các bạn, không có nhiều đâu, nên là các bác tranh thủ chốt đơn ngay luôn nhá. Đấy, chạy ngon lành luôn này. Đó. Rồi, 90k nhá, đồng hồ đeo tay. Đấy, về các bác đi chơi, đi du lịch, đi ăn cỗ ăn bàn cái thứ rồi mình đeo vào. Đấy, nhìn nó sang trọng lịch sự, nhìn nó đứng đắn con người lên rất ok luôn các nhá. Đấy, đeo vào quá ok luôn này. Đây. Đấy, các nhìn này. Tay nhìn đeo vào rất chất lượng luôn, lịch sự ok. 90k một cây. Vào việc chốt đơn nhanh luôn em nhá. Không có nhiều đâu các nhá. Và mũ của Mỹ nhá, rất chất lượng luôn. Đấy, em sẽ đi vào quay chi tiết và báo giá. À, cái này em báo giá luôn nhá, báo giá luôn cho bác biết luôn này. Đấy, thì bên em sẽ bán đồng giá luôn là mũ và thắt lưng, là bán đồng giá luôn là cứ 60.000 một cái. 60k. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là thắt lưng dù của Mỹ nhá. Giá sẽ là 60.000 và mũ này bên em cũng đang bán đồng giá luôn với bác là 60k luôn. 60k. Đấy, mũ cũng 60, thắt lưng cũng 60 luôn. Đấy, thì các bác thích cái phong cách quân đội này. Đấy, phong cách kiểu dạng ngầu ngã quân đội này. Đấy, kiểu dạng chất này thì các bác mua trong cái combo này, quá đẹp luôn. Đấy, đây là mũ nhá. Đấy, mũ dàn di cực kỳ đẹp. USA này. Đó, quá xịn luôn. Chất liệu 100% là cốt tông, có phần vải lưới này, vải lưới các bác đội rất là thoáng đầu luôn nhá. Và có cái phần điều chỉnh đầu, cái cỡ đầu của bác nhá. Đấy, thì các bác về xem cỡ đầu mình như thế nào thì các bác điều chỉnh bằng cái miếng này. Đấy, nó có thể thu ra, thu nó kiểu cho thu vào và cho to ra được các bác nhá. Đó là điều chỉnh vòng đầu. Mũ thì lên form đội rất đẹp luôn. Đấy, mũ dàn di rất chất lượng nhá. Đấy, xào siêu thứ ok ngon lành luôn. Đường kim mũ chỉ rất nét, rất đẹp nhá. Mũ dàn di Mỹ, con này các bác đội thì cực kỳ chất lượng rồi, rất đẹp. Đó. À, giá là 60.000 nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là mũ dàn di. Đấy, mũ dàn di đang gửi bác là 60.000. Ngoài ra thì đó là dòng thắt lưng. Thắt lưng dù quân đội này. Đấy, cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này thì đây. Nay hàng tiếp tục về, hàng cũng nguyên nguyên bịch nguyên túi mới căng luôn. Quá chất lượng gửi bác luôn nhá. Con này thì bên em cũng đang bán đồng giá luôn là 60.000. Đấy, các bác lấy cái nào được báo nhá. Đây, dòng thắt lưng của quân đội US này. Đấy. 1966 này, rất chất lượng luôn nhá. Con này thì các bác yên tâm về chất lượng rồi, riêng cái dòng này thì niên hạn em bảo hành cho bác 10 năm luôn, dùng không bao giờ lo hỏng nhá. Vì cái dòng dù này nó quá là bền, nó không có gì hỏng các bạn. Nó phải siêu bền luôn. Đây các bác nhìn này, dù rất dày mà nó bện đẹp cực kỳ luôn. Đấy, và cái phần đầu này bọc một cái lớp da để khi mà các bác xài nó không lo nó bị bung hay nó bị xù cái phần dù ra. Phần mặt thắt lưng này cũng rất đẹp luôn, mặt là mặt kim loại nhá. Và cái phần khóa lẫy cài, khóa cũng rất là dễ dàng sử dụng, rất là dễ mở, dễ đóng nhá. Thì các bác chỉ việc là xỏ dây thắt lưng vào này. Đấy, mở cái này ra, xỏ dây thắt lưng vào. Đấy, và các bác điều chỉnh cỡ, sập cái này xuống, thế là xong. Đấy, các bác giật cho em thoải mái luôn. Giật thoải mái luôn nhá. Cực kỳ chắc chắn, và lúc nào các bác không dùng nữa các bác tháo ra mở em ra, thế là xong. Rất ok, thao tác rất nhanh gọn mà rất dễ dàng sử dụng nhá. Mà lại còn chắc chắn, đẹp, bền các bạn. Đấy, nói chung là đúng chất là ngon, bổ rẻ và bền luôn đấy, bền bỉ. Hàng của Mỹ thì cũng yên tâm về chất lượng rồi. Đó thì thắt lưng dù này thì thắt lưng dù dàn di của Mỹ nhá. Bên em đang gửi bác giá sẽ là 60.000 một cái, còn mũ thì cũng là 60 luôn. Đấy, các bác cứ lấy cái nào thì báo cho em, hoặc các bác có thể lấy cả đôi này về xài được. Đấy, mũ là 60, thắt lưng 60 nhá.